chưa? Rồi ha. Ừ. Thôi mình học ha. À, hôm trước là chúng ta đã học xong cái phần là phương pháp van phổ Ubervix, được chưa nè? Vậy thì trong bằng phương pháp van phổ Ubervix chúng ta có một cái định luật, đó chính là định luật Lambert-Beer. Vậy bạn nào còn nhớ về cái định luật Lambert-Beer? Điều kiện của định luật Lambert-Beer là gì? Bạn nhớ nè. Bạn nào nhớ, mình có một cái định luật, đó chính là định luật Lambert-Beer. Vậy bạn nào còn nhớ bốn điều kiện cơ bản của định luật Lambert-Beer là gì? Ánh sáng đơn sắc. Có gì nè em? Ánh sáng nó phải đơn sắc, bền, trong suốt và nó phải còn một yếu tố nữa. Đơn sắc, bền, trong suốt, loãng, nó phải tuyến tính nằm chữ A và C. Được chưa nè? Vậy thì mình sẽ có cái biểu thức theo định luật Lambert-Beer, mình sẽ có cái biểu thức mối quan hệ giữa A và C là gì em? Mối quan hệ giữa A và C, A sẽ bằng epsilon nhân L nhân với C. À, riêng cái định luật này nó sẽ áp dụng trong cái phương pháp van phổ của mình. Vậy thì bạn nào còn nhớ này, hôm trước chúng ta đã có bản chất của van phổ là gì? Như Huyền ha, cô chấm Như Huyền ha. Vậy thì bản chất của van phổ là gì em? Bạn nào còn nhớ bản chất của van phổ là sự tương tác giữa gì với gì? Là sự tương tác giữa, bản chất của van phổ em là của bức xạ điện từ và vật chất. Và bức xạ điện từ ở đây là gì em? Đó chính là những hạt. Hạt mang năng lượng, đó chính là photon. Nó di với vận tốc của ánh sáng. Và vật chất của chúng ta ở đây là gì em? Vật chất chúng ta ở đây, vật chất được khảo sát là gì? Có thể là gì em? Chất phân tích. Và chất phân tích này nó có thể là gì? Phân tử. Và cũng có thể là gì em? Nguyên tử. Em nắm bản chất của phương pháp. Cảm ơn Như Huyền ha. Chúng ta nắm được bản chất của van phổ, đó chính là sự tương tác giữa bức xạ điện từ và vật chất. Và bức xạ điện từ ở đây đó chính là những hạt mang năng lượng, đó chính là photon lan truyền với vận tốc của ánh sáng. Và vật chất của chúng ta ở đây có thể là nguyên tử hoặc có thể là phân tử, tùy thuộc vào cái đối tượng mẫu của mình. À, mà mình sẽ lựa chọn ra một phương pháp phân tích phù hợp. Vậy thì cô ví dụ, đối với những phân tử nào mà mình có thể dùng cái phương pháp định lượng Ubervix thì nó phải tương ứng với mức chuyển năng lượng từ gì lên gì em? Còn nhớ không? Đối với những cái hợp chất như thế nào mà mình dùng để phân tích trong cái phương pháp van phổ hấp thụ UV-Vis. Vậy thì hợp chất đó nó phải có mức chuyển năng lượng từ gì lên gì? Chưa đúng em. Đúng rồi, quá trình hấp thụ có nghĩa là nó chỉ nhận cái nguồn năng lượng từ cơ bản lên trạng thái kích thích. Nhưng mà nó phải có cái mức chuyển gì em? Pi lên gì? Hay sigma lên gì? Đó gọi là bước chuyển năng lượng. À, từ pi lên pi sao. Còn một cái nữa là trạng thái không liên kết. Không phải em. Trạng thái không liên kết. Sigma lên sigma sao. Vậy thì cái nguồn năng lượng nó lớn không em? Từ sigma mà chúng ta lên sigma sao thì nguồn năng lượng nó lớn không? Lớn. Vậy thì nó đi về bước sóng gì? Nếu nguồn năng lượng rất là lớn như vậy, nó đi về bước sóng dài hay là bước sóng ngắn? Ngắn. Vậy thì nó có nằm trong vùng Ubervix không? Nó có nằm trong vùng Ubervix không em? Không. Vậy thì đối với những hợp chất nó có bước chuyển điện tử nào mà chúng ta dùng cho phương pháp Ubervix? Nhớ coi, tổng hợp lại em đã ghi rồi đó. Chờ cô xíu nha. Chờ cô xíu, chờ cô xíu.
Đây là nó sẽ có cái bước chuyển từ P lên P cell, từ N lên P cell. Em lưu ý là nha, nếu mà chúng ta dùng cái phương pháp UV vis thì nó sẽ có cái bước chuyển là từ P lên B cell và từ N lên B cell. Thì bước chuyển này nó sẽ nằm trong cái vùng là UV gần và vis. Em tích nốt lại nha. Rồi ngày hôm nay chúng ta sang một cái phương pháp nữa. Và phương pháp này là phương pháp phổ huỳnh quang. Và chúng ta học cái ứng dụng của nó. Phổ huỳnh quang thì dùng trong ngành dược rất nhiều ha. Và sau này các em học về phần sách ký á, thì nó là một trong những cái đầu dò nhạy nhất ha. Vậy thì câu nói về cơ sở lý thuyết của quá trình huỳnh quang và lân quang. Huỳnh quang có nghĩa là ở trong cái ống nghiệm này người ta chứa một cái dung dịch, đó chính là fluorescein. Sau đó người ta dùng một cái đèn, và cái đèn này người ta gọi là cái nguồn sáng. Và phương pháp huỳnh quang nó là một trong những phương pháp quang phổ. Vậy thì nó sẽ có sự tương tác giữa bức xạ điện từ và vật chất được khảo sát. Và vật chất được khảo sát ở đây đó chính là cái hợp chất fluorescein. Và bức xạ điện từ ở đây đó chính là cái nguồn sáng, là cái đèn. Và người ta dùng cái đèn vào trong cái dung dịch này, thì làm cho cái dung dịch này nó sẽ phát ra cái màu xanh lục. Và hiện tượng này người ta gọi là quang phát quang. Nhưng mà khi em tiến hành em tắt cái đèn này đi, thì lập tức dung dịch này nó sẽ mất cái màu xanh lục liền. Thì quá trình đó người ta gọi là huỳnh quang. À, còn lân quang là gì? Cô ví dụ ở đây là mình thấy ở nhà mình, bố mẹ mình, bố nhất là bố mình hay mua cái hình này về, hình con chim đại bàng này về. Mình bật cái đèn lên và em để một thời gian, sau đó em tắt cái đèn đi, thì con chim đại bàng này nó vẫn phát quang lên. Thì đây người ta gọi là hiện tượng lân quang. Em lưu ý ha, rất gần với đời sống của mình. Và mình đi về, nói về hiện tượng huỳnh quang và lân quang thì nó sẽ có hai cái quá trình, hay gọi là hai cái trạng thái. Trạng thái đầu tiên người ta gọi là trạng thái sinh lét, và trạng thái số 3 người ta gọi là tri lét. Và sinh lét có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà hai cái spin, cô ví dụ giống như là một S bình, và S thì nó có một ô orbital nè, phải là hai cái spin này nó ngược chiều nhau, thì lúc này chúng ta áp vô cái biểu thức S bằng 2 nhân S cộng với 1 thì chúng ta sẽ bằng cái này, và cái này nó bằng 1. Và trạng thái này người ta gọi là trạng thái sinh lét. Vậy thì thành ra tri lét có nghĩa là ví dụ như là một S bình 2B2 thì lúc này nó sẽ có B thì nó sẽ có 3 cái ô, và chỗ này nó sẽ dư hai cái E trong độc thân, thì lúc này nó cùng chiều với nhau, nên lúc này chúng ta sẽ tính ra được S của nó bằng 2 nhân với S cộng với 1, và chúng ta ráp vô thì nó bằng 3. Và trạng thái này người ta gọi trạng thái tri lét. Và trong huỳnh quang và lân quang thì nó có bước chuyển năng lượng S và sinh lét và tri lét. Vậy thì hiện tượng huỳnh quang có nghĩa là gì? Vậy thì đây là mức dạng đồ năng lượng của nó. Huỳnh quang có nghĩa S này gọi là trạng thái đơn bội, tri gọi là ba, trạng thái ba. Vậy thì ở trạng thái S0 này gọi là mức ở trạng thái cơ bản. Giống như mức năng lượng của mình S0 này tại mức này nè, thì mức năng lượng của nó sẽ là thấp nhất, là nghèo nàn nhất. Và sau đó em cung cấp cho nó, bởi bản chất của nó là quang phổ, vì vậy em cung cấp cho nó một cái nguồn năng lượng. Và lúc này nó nhận cái phân tử của em, nó nhận cái nguồn năng lượng đó, nó chuyển từ mức thấp nhất của trạng thái cơ bản ha, lên mức cao nhất của trạng thái kích thích. Và từ mức cao nhất của trạng thái, em để ý con chuột cô nha, từ mức cao nhất của trạng thái kích thích
Nó đi về mức thấp nhất của trạng thái kích thích. Và quá trình này là quá trình hồi phục, hay còn gọi là phục hồi. Và sau đó từ mức thấp nhất, có nghĩa là trạng thái sinh lét nha em, trạng thái đơn bụi, từ mức thấp nhất của trạng thái kích thích, nó phát ra cái nguồn năng lượng và nó quay về trạng thái cơ bản. Như em được biết, trạng thái kích thích là trạng thái không bền vững, luôn có xu hướng giải phóng cái nguồn năng lượng để quay về trạng thái ban đầu, là trạng thái cơ bản. Và đó người ta gọi là hiện tượng huỳnh quang. Vậy thì hiện tượng lân quang có nghĩa rằng vẫn là trừ trạng thái cơ bản, nó nhận cái nguồn năng lượng, nó lên mức cao nhất của trạng thái kích thích. Nhưng mà ở đây là trạng thái sinh lét nha em, sinh nha, trạng thái đơn bội. Và mức cao nhất của trạng thái kích thích nó cũng đi về mức thấp nhất của trạng thái kích thích, nhưng ở trạng thái là sinh bội, gọi là sinh lét, là đơn bội. Và sau đó nó chuyển sang trạng thái là tri lét. Và sau đó nó sẽ, và quá trình này người ta từ sinh mà chuyển sang tri á, thì người ta gọi là vượt nội hệ. Và sau đó nó sẽ giải phóng cái nguồn năng lượng ra và nó quay trở về trạng thái ban đầu. Thế này, vậy thì nếu mà mình đi so sánh về huỳnh quang và lân quang thì hai cái quá trình này nó đều là gì hết em? Huỳnh quang và lân quang nó đều giống nhau về cái gì? À, Thảo Nhi ha, đều là quá trình phát xạ. Thảo Nhi, đợi cô xíu. Có học bù không em? Bạn nào học bù thì nhớ nói cô nha. Thì đó chính là quá trình phát xạ. Nhưng mà mình xét về thời gian sống thì là quá trình nào nó sẽ tồn tại lâu hơn? Nếu chúng ta xét về thời gian sống, đó chính là lân quang. Thời gian sống của nó sẽ lâu hơn, sẽ dài hơn. Đó là lý do tại sao mà cái con chim đại bàng á, khi chúng ta tắt cái đèn thì con chim đại bàng đó nó phát ra. À, đó chính là hiện tượng gì em? Lân quang hay huỳnh quang? Mình tắt cái đèn rồi, mình tắt rồi nó vẫn phát ra, thì đó gọi là lân quang. Còn nếu như mình tắt cái đèn nhưng mà dung dịch của chúng ta lập tức nó tắt liền thì đó gọi là gì? Phát quang hay còn huỳnh quang. Bởi vì thời gian sống của huỳnh quang nó sẽ ngắn hơn so với lân quang. Nhưng mà về quá trình nó giống hay nó khác? Quá trình huỳnh quang là quá trình trạng thái của nó giữa các mức năng lượng với nhau nó giống hay nó khác em? Huỳnh quang của chúng ta nó sẽ chuyển từ S0 là trạng thái đơn bụi ở mức cơ bản lên mức cao nhất của trạng thái kích thích, vẫn là đơn bụi, về mức thấp nhất của trạng thái kích thích, vẫn là đơn bụi, và nó giải phóng năng lượng ra về trạng thái đơn bụi. Còn lân quang thì sao em? Nó phải chuyển qua một trạng thái gì nữa nó mới quay trở về trạng thái đơn bụi ban đầu. Vẫn là nhận nguồn năng lượng từ mức cao đi về mức thấp, và phải qua một cái quá trình nào nữa em? Quá trình nào nữa? Từ sinh lét chuyển sang tri lét thì người ta gọi là quá trình vượt nội hệ. Em nắm nha. Lân quang nó khác hơn một xíu, là từ trạng thái SA đơn bội chuyển sang tri lét, rồi sau đó nó mới giải phóng cái nguồn năng lượng và nó quay trở về trạng thái ban đầu. Nên các em lưu ý giúp cô xíu ha. Vậy thì về cái này em tự đọc giúp cô nha. Rồi, nếu mà chúng ta đi so sánh á thì nó cùng bản chất với nhau, nó đều là quá trình phát xạ. Còn nó khác với nhau về thời gian sống. Lân quang thì thời gian của nó dài hơn so với huỳnh quang. Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta tắt cái đèn đi thì là nó vẫn sáng lên, bởi vì thời gian sống của nó lâu hơn so với huỳnh quang. Em lưu ý ha. Và đây là cái hình phổ đồ của nó. Nếu mà mình đi so sánh về các bước sống với nhau á thì bước sống hấp thu của nó nè em, nó sẽ ngắn nhất, rồi tới huỳnh quang, rồi tới lân quang. Em lưu ý ha. Vậy thì trong phổ huỳnh quang của mình thì nó vẫn tuân theo biểu đồ hình Gauss, được nha. Thì bạn nào có thể giải thích giúp cô tại sao bước sống kích thích
là nằm ở đây ha, chỗ màu xanh này, để ý con chuột của chị. Bước sóng kích thích nó là tầm khoảng 545 à. Còn bước sóng này là bước màu đỏ này, emission, excitation có nghĩa là kích thích, emission có nghĩa là phát xạ. Vậy bạn nào có thể giải thích giúp cô tại sao bước sóng kích thích nó lại ngắn hơn hay là nó thấp hơn so với bước sóng phát xạ? Bạn nào giải thích giúp cô tại sao bước sóng kích thích nó ngắn hơn hay nó thấp hơn so với bước sóng phát xạ? Bạn nào này, tại sao hả? Nếu mình nắm Thảo Nhi nha, năng lượng từ kích thích, năng lượng kích thích từ cơ bản lên, năng lượng là từ cơ bản lên, chưa rõ lắm Thảo, cô đọc hiểu ý em nhưng mà em nói vậy chưa rõ, bạn mình chưa hiểu đâu. Sao em? Từ trạng thái từ trạng thái cơ bản nó lên trạng thái kích thích thì mức năng lượng nó sao em? Từ cơ bản mà chúng ta lên kích thích thì mức năng lượng nó lớn hay nó nhỏ? Từ cơ bản này nó lớn hơn, dẫn đến nó đi về bước sóng ngắn hay là bước sóng dài? Nó lớn hơn như vậy thì đi về ngắn hay dài? Ngắn hơn, dẫn đến bước sóng kích thích sao so với bước sóng phát xạ? Nhỏ hơn, được chưa? Các em lưu ý ha, cô sẽ ghi nhận bạn Thảo Nhi và bạn Như Huyền ha, chấm ha. Thảo Nhi, Như Huyền, chưa? Cảm ơn em ha, mình đi tiếp. Vậy thì các em lưu ý mình sẽ hiểu được cái bản chất của phát xạ, nên là bước sóng kích thích của mình nó sẽ đi về bước sóng ngắn hơn so với bước sóng phát xạ. Và khi chúng ta tính mức chênh lệch giữa hai cái bước sóng phát xạ chúng ta trừ cho bước sóng kích thích thì chúng ta sẽ ra được cái sự chuyển dịch tốc. Và nếu như cái delta của chúng ta nó càng lớn thì nó dẫn đến nó sẽ mất mát năng lượng càng nhiều, bởi vì nó sẽ dao động càng nhiều. Các em lưu ý ha. Và ở đây là mình sẽ có mình hiểu về cơ chế của quá trình phát xạ huỳnh quang. Vậy thì lúc ban đầu chúng ta sẽ có công thức phân tử như thế này, gọi là trạng thái ban đầu. Vậy thì trạng thái này là nó chưa nhận cái nguồn năng lượng từ cái nguồn nó chưa nhận cái nguồn năng lượng từ cái đèn, và sau đó chúng ta cung cấp cho nó một cái nguồn năng lượng. Vậy thì nếu như chúng ta để cái hợp chất của chúng ta nó ở cái trạng thái mang điện tích như thế này thì nó có tương tác với những cái phân tử xung quanh không em? Nếu nó ở cái dạng là mang điện tích thì nó có tương tác với những phân tử xung quanh hay không? Theo mình suy luận, có tương tác hay không? Nếu như là nó mang cái điện tích âm, điện tích dương thì nó có tương tác không? Em nhớ là từ nó nhận cái nguồn năng lượng của mình từ mức thấp nhất nó chuyển lên mức cao nhất, từ mức cao nhất của trạng thái kích thích nó quay về mức thấp nhất của trạng thái kích thích, thì đó người ta gọi là dao động hồi phục. Và trong cái quá trình này này, người ta muốn hay là người ta không muốn, cái phân tử mà mình cần phân tích đó nó không tương tác với bất cứ dòng nào khác hay là nó tương tác? Tất nhiên nó tương tác thì nó phải mất cái nguồn năng lượng. Vậy thì mình muốn nó mất nguồn năng lượng hay muốn nó giữ nguyên cái nguồn năng lượng của nó? Anh em nè. Vậy thì cô tiếp nha. Vậy thì ở đây mình sẽ nắm nè. Ví dụ ở đây là ban đầu công thức phân tử của mình là CHN. Đây là ở trạng thái ban đầu. Sau đó chúng ta cung cấp cho nó một cái nguồn năng lượng. Được chưa nè? Thì lúc này nó chuyển sang cái dạng là mang điện tích. Và mang điện tích như thế này, nếu như trong cái giai đoạn gọi là dao động phục hồi, và từ mức cao nhất của trạng thái kích thích nó đi về mức thấp nhất của trạng thái kích thích, nếu như nó mang những điện tích như thế này thì nó sẽ va chạm với những cái thành phần xung quanh nó, có thể là dung môi, có thể là phân tử, thì lúc này nó mất đi một cái nguồn năng lượng. Và nó mất đi một cái nguồn năng lượng như vậy thì nó ảnh hưởng tới cái bước sóng.
Và để tránh nên sự va chạm như vậy thì lúc này nó chuyển sang cái dạng gốc. À, dạng gốc như thế này. Để tránh va chạm với những cái phân tử xung quanh để nó không mất cái nguồn năng lượng. Các em lưu ý ha, đây chính là cơ chế của quá trình phát xạ huỳnh quang. Vậy thì đối với những hợp chất nào mà nó có khả năng phát huỳnh quang thì các em lưu ý. Để biết được những hợp chất nó phát huỳnh quang hay không thì các em phải lưu ý là đối với những các hợp chất vô cơ, những các hydrocarbonol thì nó không có tính huỳnh quang. Vậy bạn nào có thể giải thích được giúp cô tại sao đó chính là những hợp chất hydrocarbonol? No, đó chính là những cái liên kết đơn hay đôi. Những hợp chất nó có cái bước chuyển từ sigma lên sigma sao. Cái mức năng lượng của nó sẽ lớn và nó sẽ phá vỡ cái liên kết của mình. Nên nó sẽ, nếu như những cái hợp chất mà có bước chuyển năng lượng là từ sigma lên sigma sao thì đó chính là những hydrocarbonol. Thì nó có nằm trong cái vùng UV gần vis không em? Có nằm trong vùng này không? Không. Được chưa? Mình nắm bản chất của nó ha. Rồi. Vậy thì các em lưu ý giúp cô. Đối với những cái hợp chất mà hydrocarbonol thì nó không có tính hình quang. Và không có tính hình quang thì nó sẽ không hấp thụ ánh sáng trong cái vùng UV gần và vis. Vậy thì đối với những hợp chất phát hình quang thì nó phải có cái bước chuyển năng lượng là từ pi sao về pi hoặc là từ pi sao về n. Và tại sao người ta phải thể hiện, tại sao người ta không ghi cho mình là nó sẽ có cái bước chuyển năng lượng là từ pi lên pi sao, mà người ta phải ghi cái bước chuyển năng lượng của mình là từ pi sao về pi? Bạn nào giải thích được? Hình như lớp mình có hai bạn hả? Nó thể hiện đúng cái quá trình phát xạ của nó. Nên các em lưu ý ha. Vậy thì mình sẽ có, đối với những cái hợp chất mà nó có bước chuyển điện tử trong hình quang là nó từ pi sao nó về pi và pi sao về n, là nó thể hiện đúng cái quá trình của nó huỳnh quang, đó chính là quá trình phát xạ. Các em lưu ý ha. Những hợp chất thơm đa vòng ngưng tụ thì nó sẽ phát huỳnh quang mạnh hơn so với những cái benzen. Vậy thì mình học hóa hữu cơ rồi mình cũng nắm rõ những nhóm chất nào cho điện tử, những nhóm chất nào hút điện tử. Vậy thì những cái nhóm chất mà nó cho điện tử có nghĩa là nó còn dư cái đôi điện tử tự do, ví dụ như oxy chẳng hạn, thì chỗ này nó, oxy của mình nó sẽ dư cái đôi điện tử tự do và nó cho vào trong cái vòng benzen, nên lúc này nó sẽ tăng cái hiệu suất huỳnh quang. Còn nếu như những hợp chất mà nó hút điện tử, ví dụ ở đây là NO2, nó hút đi lên, vì thế nó sẽ lấy những cái mật độ điện tử ở cái vòng benzen của chúng ta nó sẽ giảm xuống, nên nó sẽ giảm cái hiệu suất huỳnh quang. Vậy thì đối với những cái hợp chất mà nó đơn, có vòng đơn giống như là dị vòng đơn, giống như furan hay pyridine, là những hợp chất này nó không có tính phát huỳnh quang. Nên các em lưu ý ha. Ví dụ ở đây cô lấy một cái ví dụ cho mình. Đối với những cái hợp chất mà nó hút điện tử, nó hút điện tử ha, ví dụ như NO2, và lúc này oxy của mình nó rút điện tử về nó, và lúc này nitơ của mình nó rút điện tử trong cái vòng benzen, nên nó làm cho mật độ electron trong cái vòng này nó giảm xuống, dẫn đến là hiệu suất huỳnh quang của chúng ta nó giảm xuống. Được chưa? Đó là yếu tố ảnh hưởng của nó. Vậy thì những cái hợp chất thơm hoặc là những nó có dị vòng, nó tiếp cách với nhau, có nghĩa rằng đôi đơn nó tiếp cách với nhau, giống như trường hợp này ha. Đó, đó, đôi đơn nó tiếp cách với nhau, hoặc là phân tử của nó có tính đối xứng giống như hợp chất này, hoặc là cấu trúc của nó phải phẳng, thì những hợp chất như vậy, em để ý nè, phải là những cái hợp chất nó có những cái bước chuyển năng lượng là từ pi sao về pi. Đó chính là những cái liên kết đôi. Đó, em thấy đôi đơn không? Đó, nó tiếp cách với nhau, phân tử của nó phẳng và nó phải có tính đối xứng. Thì đó là những hợp chất nó có tính chất huỳnh quang. Mình nắm cái này để mình nhìn. Có thể là thầy cô sẽ cho mình một cái công thức phân tử và em nhìn vào trong đó em biết là hợp chất này nó có tính phát huỳnh quang hay không. Được chưa nè?
Và thứ hai nữa, yêu cầu những hợp chất mà nó phát hình quang á là cấu trúc của nó phải cứng. Cô ví dụ ở đây là difenyl ha. Thì ở đây hiệu suất hình quang của nó là 0.2 thôi. Nhưng mà fluorine á thì nó hiệu suất hình quang là 1. Thì em nhìn vào trong công thức phân tử của difenyl ha, mình cung cấp cho nó một nguồn năng lượng vô. Thì lúc này nó làm cho cấu trúc của phân tử này nó xoay quanh cái trục. Và nó xoay càng nhiều thì nó mất năng lượng càng nhiều và nó sẽ giảm cái hiệu suất hình quang. Đó, chúng ta làm cái cách nào đó để cho phân tử của chúng ta nó ít mất năng lượng nhất có thể. Đó là lý do tại sao mà trong cái phương pháp hình quang của mình, người ta chuyển sang cái dạng gọi là cái dạng gốc như thế này nè, để tránh va chạm với những cái phân tử khác, để giảm bớt mình mất cái nguồn năng lượng của mình ha. Rồi vậy thì ở đây giống như difenyl nè, thì cấu trúc của nó không có cứng, nhưng mà fluorine em thấy nè, nó sẽ cấu trúc của nó rất là cứng như thế này, nên nó em thấy hiệu suất hình quang của nó tới 1 lần. Còn đối với anion, phenol, phthalein ha, thì em để ý chỗ này nè, khi mình chiếu cái nguồn năng lượng vô cho nó thì carbon chỗ này nó sẽ xoay đó nè, nên nó làm giảm cái hiệu suất hình quang, và ở đây nó không phát hình quang ở cái ánh sáng thường luôn. Và em nhìn bên kế bên mình thấy cái oxy như thế này, nhờ cái oxy, cầu nối của oxy như thế này nên nó làm cho cấu trúc của hợp chất của mình nó sẽ bền hơn, cứng hơn, nên là nó sẽ phát hình quang. Đó là lý do tại sao mà cái hình lúc nãy cô đưa cái ống nghiệm á, trong ống nghiệm đó nó chứa fluorescein, thì khi chúng ta chiếu một cái ánh sáng tới nó, ánh sáng đó là nguồn bức xạ điện từ, chúng ta chiếu tới nó thì lúc này làm cho cái dung dịch của chúng ta nó chuyển sang màu lục, là nó đây, nhờ cấu trúc của nó phẳng thứ nhất, thứ hai là cấu trúc của nó cứng. Em lưu ý ha. Rồi vậy thì đối về định nghĩa cái phương pháp huỳnh quang, nếu như phương pháp UV-Vis của chúng ta, cô nói nếu như phương pháp UV-Vis của chúng ta thì các em đo được, đó chính là chúng ta đo cái gì, chúng ta đo được sẽ là hai cái giá trị nào mà cái máy của chúng ta nó trả về cho mình. Chúng ta đo cái gì hả? Hai cái giá trị mà cái máy đo quang nó trả kết quả về cho em, đó chính là gì, là gì hả? Đó chính là gì em? Độ hấp thụ, đúng rồi ha. Quỳnh Châu, thêm một cái nữa, thêm một cái giá trị nào nữa nó không tuyến tính với giá trị độ hấp thụ á, nó sẽ bằng là y, không phải, nó sẽ bằng là y chia cường độ của y, tí ló chúng ta chia cho tí tới là y zero, độ truyền qua. Được chưa này? Đối với máy UV-Vis của mình thì mình đo về cái giá trị đó chính là EPS, có nghĩa là độ hấp thụ. À, và còn cái giá trị số 2 đó chính là độ truyền qua, phần trăm độ truyền qua. Được chưa này? Nên định tính khi các em dùng cái phương pháp UV-Vis, khi các em tiến hành, các em định lượng thì em dựa vào thông số gì? UV-Vis, khi chúng ta tiến hành, chúng ta định lượng thì các em dựa vào cái thông số gì? Vừa học vừa ôm để tuần sau chủ nhật chúng ta làm bài cho tốt nha. À, đó chính là cái giá trị độ hấp thu, hay còn gọi là độ hấp thụ. Vậy thì độ hấp thụ nó còn có một cái tên nữa, đó chính là gì? Nó có hai cái tên, EPS của mình nó có hai cái tên, đó chính là giá trị độ hấp thụ, hay còn gọi là độ hấp thu, đó chính là mật độ quang D. Được chưa nè, mình nắm nha. Vậy thì đối với cái phương pháp huỳnh quang của mình thì ở đây người ta không đo cái giá trị là độ hấp thu nha em, người ta cũng không đo cho mình cái giá trị mật độ quang D, mà cái người ta đo được ở đây đó chính là cường độ phát quang. Vậy thì định nghĩa về phương pháp phổ huỳnh quang thì đó chính là nó sẽ đo cường độ phát quang tương đối của một hợp chất khi nó được kích thích bằng nguồn ánh sáng trong cái vùng UV-Vis. Vậy thì bạn nào giải thích giúp cô cường độ phát quang, bởi vì là nó ha, tại sao nó phải kích thích trong cái vùng gọi là vùng UV-Vis? Tại sao phương pháp huỳnh quang của mình nó yêu cầu phải là được kích thích trong cái vùng, tất nhiên là UV gần nha em, vùng UV-Vis? Vậy thì mình nhớ
phương pháp huỳnh quang của mình nó có bước chuyển năng lượng là gì? Mình học là mình phải hiểu. À, biết đâu từ từ sau cô hỏi câu này sao? Từ cơ bản lên kích thích, nhưng mà cô hỏi cái bước chuyển năng lượng của nó từ P lên P sao? Thêm một cái nữa, từ từ P lên P sao, từ N lên P sao, đó là dành cho những hợp chất trong vùng nào em? P lên P sao, từ N lên P sao, vậy thì nó dành cho những hợp chất hấp thu trong vùng nào mà mình tuần trước mình đã học? À, vùng UV-Vis. Và đối với phương pháp phổ huỳnh quang của mình thì nó lại đi ngược lại, từ P sao về N hoặc là từ P sao về P, đúng nè. Nên ở đây chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ kích thích nó bằng một cái nguồn sáng trong cái vùng UV-Vis, bởi vì bước chuyển của năng lượng của nó, bước chuyển năng lượng của nó là từ P sao về P, từ từ N về P, được chưa nè, mình nắm nha. Vậy thì ở đây người ta sẽ có hai cái bước sóng ha. Ở đây người ta sẽ có hai cái bước sóng, đó chính là bước sóng kích thích và bước sóng phát xạ. Thì mình sẽ có cái biểu thức, bởi vì phương pháp huỳnh quang nó sẽ đo cường độ phát quang tương đối của một cái hợp chất. Vậy thì cường độ phát quang ở đây là IF, nó sẽ bằng phi, đây là hiệu suất huỳnh quang, nhân với I0 có nghĩa là cường độ ánh sáng chiếu tới nó, bằng 2.3 epsilon nhân L nhân với S. Vậy thì trong phương pháp phổ huỳnh quang của mình nó sẽ có hai cái phổ, phổ kích thích và phổ huỳnh quang. Lưu ý giúp cô là phổ kích thích mức năng lượng nó lớn, nó đi về bước sóng ngắn, chính vì như vậy xét về bước sóng. Thì phổ kích thích của chúng ta nó sẽ có bước sóng ngắn hơn so với cái phổ, đó chính là phổ huỳnh quang. Mình nắm nha. Và đây chính là cái công thức để chúng ta tính IF. IF ở đây là cường độ phát quang, nó sẽ bằng phi, ở đây có nghĩa là hiệu suất huỳnh quang. Các em lưu ý cái hiệu suất huỳnh quang đây nó đặc trưng cho từng chất, và nó được tính theo cái tỷ số giữa photon phát xạ chia cho tỷ số photon hấp thu. Các em lưu ý ha. Và bằng epsilon nhân L nhân C thì cái này em hiểu rồi, cô không nhắc nữa. Mà lưu ý giúp cô hiệu suất huỳnh quang á, hiệu suất huỳnh quang của chúng ta đó chính là phi, thì nó đặc trưng cho từng hợp chất và nó được tính bằng tỷ số photon nó phát xạ chia cho photon nó hấp thu. À, vậy thì ở đây cô sẽ sang cái phần đó chính là thiết bị và nguyên tắc vận hành. Ở đây người ta vẫn, phương pháp vẫn là phương pháp quang phổ, nên nó vẫn có sự tương tác giữa bức xạ điện từ và vật chất. Và bức xạ điện từ ở đây là cái nguồn cung cấp năng lượng, và phải là cái nguồn cung cấp năng lượng này ở ở kích thích thì nó phải nằm ở trong cái vùng UV-Vis. Và ở đây người ta sử dụng cái đèn, người ta không sử dụng cái đèn UV-Vis cho em, mà người ta sẽ sử dụng cái đèn sơ âm. Thì bước sóng của nó cũng phát là từ 200 đến 800 nanomet. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ phận, đó chính là bộ phận hệ tán sắc. Vậy thì hệ tán sắc mục đích của nó là dùng để làm gì em? Nó cũng có cái hệ tán sắc. Tán sắc, vậy thì mục đích của nó là dùng để làm gì? Cũng có cái nguồn, nguồn này nó sẽ, cái đèn này nó sẽ phát ra một cái nguồn liên tục luôn, là từ 200 cho tới 800 nanomet. Và ánh sáng chỗ này vẫn là ánh sáng đa sắc, và nó sẽ có một cái hệ, đó chính là cái hệ tán sắc. Hệ tán sắc mục đích là dùng để làm gì? À, chuyển ánh sáng đa sắc thành đơn sắc. Thì vậy thì chúng ta có mấy cái bộ phận, mấy cái phần gồm những cái gì này? Chuyển đa sắc thành đơn sắc. À, vậy thì gồm gì này? Chuyển đa thành đơn gồm gì em? Lăng kính, gì nữa hả? Kính lọc và cách tử, được chưa em nắm nha? Lăng kính, kính lọc và cách tử. Thì lúc này mình sẽ có cái hệ của nó, là hệ chỗ này là hệ tán sắc,
chuyển ánh sáng đa sắc thành đơn sắc, và cái này là cách tự. Sau đó nó sẽ một cái ánh sáng đơn sắc nó sẽ chiếu vào trong cái mẫu của mình. Thì bước sóng chỗ này là bước sóng hấp thu hay phát xạ từ cái đèn nó qua cái hệ gọi là hệ tán sắc, chuyển ánh sáng đa thành đơn và nó chiếu vào trong cái mẫu của mình. Thì chỗ này là bước sóng gì em? Kích thích hay bước sóng phát xạ, hay người ta gọi là bước sóng hấp thu hay bước sóng phát xạ? Hấp thu, được chưa? Mình đi tiếp nha. Và hấp thu lúc này cái phân tử của mình nó nhận cái nguồn năng lượng đó, nó chuyển từ cơ bản lên kích thích chỗ này. Rồi sau đó phía sau này tiếp em để ý, sau khi nó xảy ra quá trình hấp thu rồi á, thì phía sau này nó sẽ có một, nó phát ra phát cái một năng lượng nó ra. Thì ở phía sau này nó sẽ có một cái máy nè em, một cái hệ, hệ này cũng là hệ tán sắc luôn. Và lúc này nó sẽ ghi nhận được bước sóng gì em, mẫu của mình nó nhận cái nguồn năng lượng, nó chuyển từ cơ bản lên kích thích, rồi sau đó nó phát ra cái nguồn năng lượng. Thì chỗ này nó ghi nhận được bước sóng kích thích hay bước sóng, à đúng rồi, bước sóng phát xạ, được chưa? Rồi sau đó nó sẽ tới đầu dò mà nó ghi nhận tín hiệu cho mình. Đó. Riêng đối với cái máy hình quang của mình thì nó sẽ có hai cái bước sóng, đó chính là bước sóng kích thích và bước sóng phát xạ. Có thể người ta nói em đó chính là bước sóng hấp thu và bước sóng phát xạ, người ta nói cách nào cũng đúng cả, em lưu ý ha. Rồi vậy thì cô sang các yếu tố ảnh hưởng đến phát hình quang. Vậy thì các yếu tố ảnh hưởng ha, phần lớn do sự mất hoặc tính của hình quang là cho sự va chạm với những cái phân tử xung quanh, là nó sẽ giảm, có thể là nó giảm hoặc là nó có thể tăng cái hiệu suất hình quang. Vậy thì giờ cô hỏi này, nếu như nhiệt độ của mình nó tăng thì các phân tử nó di chuyển như thế nào em? Nếu như nhiệt độ của mình nó tăng thì các phân tử của mình nó di chuyển nhanh hay chậm? Nhanh. Nhanh như vậy thì nó va chạm nhiều hay ít? Rất là nhanh. Nhiều. Vậy thì mất năng lượng nhiều hay ít? Va chạm nhiều. Vậy thì nó làm tăng hiệu suất hình quang hay giảm hiệu suất hình quang? Va chạm nhiều lên nó mất cái nguồn năng lượng, giảm hiệu suất hình quang, được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta tránh hiện tượng giảm hiệu suất hình quang thì nhiệt độ nó phải sao em, nó thấp hay nó cao? Nó thấp hay cao? À, nhiệt độ nó phải thấp. Em hiểu ha, tiếp tục nha. Ảnh hưởng đến độ nhớt. Ở đây cô lấy ví dụ giống như natri NaOH, suốt ai cũng biết. Cô đi so với nước. Nếu mà cô lấy NaOH á, về độ nhớt nha em, cô đi so với nước thì độ nhớt nào lớn hơn, độ nhớt nào cao hơn? Tất nhiên phải là gì em? Nước mình uống này thì mình dùng được mà đúng không nè? À, nước nó thấp hơn. Vậy thì bây giờ nè, cô ví dụ nè, ví dụ như những cái, bên em có nghe rõ không? Do bên phía nhà cô đang mưa, bên em có nghe rõ không? Rõ đúng không? Ừ, tiếp nha. Vậy thì đối với những cái hợp chất mà độ nhớt nó thấp thì sao em? Phân tử nó di chuyển nhanh hay chậm? Độ nhớt mà nó thấp đó, thì phân tử chúng ta di chuyển nhanh, đúng nè, nhanh. Thấp mà, thấp mà, cô đâu nói cao. Độ nhớt cao là giống như NaOH á, được chưa? Độ nhớt nó cao á, là như nước lại độ nhớt nó thấp á, thì nó di chuyển nhanh hay chậm? Nhanh hay chậm? Nhanh. Thì những cái phân tử nó va chạm không em? Nó di chuyển nhanh như vậy thì những cái phân tử của mình nó va chạm không? À, vậy thì tăng hay giảm hiệu suất hình quang? Tăng hay giảm? Tăng hay giảm hiệu suất hình quang? Nó di chuyển nhanh. À, nó giảm hiệu suất hình quang. Nên mình phải tối ưu để giảm cái hiệu suất hình quang. Để tăng được cái hiệu suất hình quang thì độ nhớt nó phải sao em? Cao hay thấp? Tăng cái độ nhớt. Dễ hiểu ha? Mình đi tiếp nha. Chương này học nhẹ lắm em, không có nặng như chương kia. Rồi cô sang ảnh hưởng bởi pH của dung dịch. Thì ở đây mình sẽ có cái em để ý giúp cô xíu. Trục này là trục X nè. Trục X đây là bước sóng. Trục Y của mình là cường độ phát hình quang. Mình sẽ có hai, em để ý giúp cô là mình sẽ có hai giá trị pH.
pH bằng 2 và pH bằng 13. Nếu như pH của chúng ta bằng 2 á, thì em để cấu trúc này nó không mang điện tích. Nhưng mà khi có kiềm hóa nó, có chuyển sang ở pH 13, thì lúc này bắt đầu nó mang cái điện tích. Thì khi ảnh hưởng bởi pH á, thì ban đầu á, thì nó là 355 nanomet. Nhưng mà khi nó bị ảnh hưởng bởi pH á, thì bước sóng của nó là 415 nanomet. Vì thế yếu tố ảnh hưởng, yếu tố pH là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Các em lưu ý, khi mà mình làm bất cứ cái gì cũng vậy, phương pháp văn phổ UV-Vis, hình quang hay sắc ký, thì yếu tố pH là một trong những yếu tố quan trọng. Và chúng ta phải luôn luôn khảo sát hay là tối ưu cái pH đó cho cái quy trình phân tích, cho nó phù hợp. Chứ không phải bất cứ môi trường pH nào chúng ta cũng làm được. Nên các em lưu ý ha. Rồi, cô sang là yếu tố ảnh hưởng về nồng độ của chất tan. Thì các em lưu ý giúp cô, đối với phương pháp huỳnh quang, thì người ta định lượng thì người ta dựa vào cường độ phát quang của nó. Bởi vì mình nhìn thấy IF là cường độ huỳnh quang, nó sẽ tỷ lệ thuận với nồng độ. Nên cái thông số mà chúng ta dùng để định lượng bằng phương pháp huỳnh quang thì cô lựa chọn là gì? IF nó tỷ lệ thuận với nồng độ. Các em lựa để định lượng thì các em lựa chọn một cái đại lượng nào mà nó biến thiên theo nồng độ đó, thì em lựa chọn cái đại lượng đó. Đấy nè. Vậy thì đối với phương pháp huỳnh quang để định lượng thì chúng ta dựa vào thông số gì? IF bằng tương quan với nồng độ. Nồng độ tăng thì IF của mình nó cũng tăng. Vậy thì định lượng các em sẽ lựa chọn vào gì? Vào gì hả? Cường độ huỳnh quang. Ngô Ngọc Linh ha. Ngô Ngọc Linh. Cô không tìm thấy tên ta. Em có học buộc không? Tạm thời cô ghi Linh ha. À, chúng ta Linh Ngọc hả em? Linh Ngọc hả? Đây, rồi ha, cô đã thấy em. Rồi. Lưu ý nha, một lần phát biểu cô lên. Một lần phát biểu của mình nó sẽ tương ứng là 3 câu hỏi. Một lần phát biểu có nghĩa là chúng ta được một cái điểm cộng là tương ứng 3 câu hỏi. Chúng ta trả lời đúng trắc nghiệm á, nên cố gắng lên nha em, cố gắng lên. Vậy thì chúng ta sẽ có nè, chúng ta sẽ nhìn vào IF nè em. IF là cường độ phát huỳnh quang, nó sẽ tỷ lệ thuận với nồng độ. Vậy thì IF đó là một đại lượng đặc trưng để chúng ta dùng để định lượng bằng phương pháp huỳnh quang. Và đối với phương pháp huỳnh quang của chúng ta thì chúng ta dùng để xác định ở cái nồng độ thấp nha em, chứ chúng ta không dùng để xác định ở cái nồng độ cao. Nếu như nè, nếu như chúng ta phân tích ở cái nồng độ cao thì những phân tử của chúng ta nó sẽ tương tác với nhau. Nó sẽ tương tác với nhau. Và nó sẽ tương tác với nhau như vậy thì nó sẽ làm là mất cái nguồn năng lượng, thì nó sẽ giảm cái hiệu suất huỳnh quang. Nên là người ta sẽ không dùng ở cái nồng độ cao. Thứ hai nữa là nó sẽ tắt cái hình quang. Nếu nồng độ nữa thì nó sẽ gây tắt cái hình quang, có nghĩa là nó va chạm, có thể là nó va chạm với những cái phân tử khác thì nó sẽ gây nên hiện tượng là tắt hình quang. Các em lưu ý. Vậy thì đối với phương pháp huỳnh quang của chúng ta là chúng ta phân tích những mẫu mà nó có hàm lượng thấp. Đúng nè, dẫn đến phương pháp này nó đạt độ gì em? Nồng độ mà càng thấp thì phương pháp của chúng ta nó đạt được độ gì? Cô cha, nó đạt được độ nhạy. Vậy thì độ nhạy nó cao hay thấp Huyền? Độ nhạy nó cao. Vậy thì phương pháp, nếu mà cô đi so nè, nếu mà cô đi so nè, nếu mà cô đi so với phương pháp UV-Vis thì phương pháp huỳnh quang của chúng ta là phương pháp nó có độ nhạy như thế nào so với UV-Vis em? Huỳnh quang nó có độ nhạy như thế nào so với UV-Vis? Cao hơn so với UV-Vis. Bởi vì phương pháp huỳnh quang nó không dùng để phân tích những vật chất có nồng độ cao. Bởi vì nó liên quan đến cái quá trình đó chính là va chạm em. Nó va chạm với những cái phân tử
ngay chỗ dao động hồi phục hay còn gọi là dao động phục hồi á, thì nó gây ảnh hưởng. Nên là chúng ta không phân tích ở cái nồng độ cao, phù hợp phân tích những mẫu ở cái nồng độ thấp thôi. Rồi mình đi tiếp nha con. Rồi tiếp. Rồi vậy thì các em lưu ý giúp cô là đối với những cái hợp chất, ví dụ như khi mà giá trị của chúng ta cao quá thì nó sẽ không còn cá tính tính nữa. Nên các em lưu ý ha, chúng ta chỉ phân tích mẫu ở cái nồng độ thấp thôi. À, cô đi tiếp ha. Vậy thì ứng phương pháp Huỳnh Quang của chúng ta. Vậy thì định tính như cô đã nói, mình sẽ dựa ra một cái thông số nào đó, dù bất cứ nồng độ nào đi chăng nữa thì nó không có sự thay đổi. Thì định tính ở đây chúng ta sẽ dựa vào đó chính là bước sóng kích thích và bước sóng phát Huỳnh Quang, có nghĩa là lambda kích thích và lambda phát xạ. Là định lượng thì chúng ta dựa vào đó chính là cường độ phát quang, đó chính là IF. Và ưu điểm của cái phương pháp này như cô đã nói, nó chỉ phân tích những mẫu ở cái nồng độ thấp thôi. Nên phương pháp này nó sẽ đạt độ nhạy cao hơn so với phương pháp UV-FIT mà chúng ta đã được học. Và nhược điểm của phương pháp này á, nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ. À, thứ nhất, thứ hai là môi trường điều kiện làm việc của nó phải ổn định, dung môi phải tinh khiết và máy phải được chuẩn hóa. Đó chính là nhược điểm của cái phương pháp này. Các em lưu ý ha. Rồi. Rồi vậy thì xong đó chính là cái phương pháp Huỳnh Quang của mình. Cũng đơn giản chứ không có khó. Rồi cô sang một cái phương pháp nữa, đó chính là phương pháp hấp thụ và phát xạ nguyên tử. Được chưa nè? Và em nhìn cái hình này giúp cô một xíu để chúng ta hiểu rõ về bản chất của quang phổ nguyên tử. Em thấy chữ quang phổ thì em hiểu đó chính là có sự tương tác giữa bức xạ điện từ và vật chất. Và vật chất ở đây là gì em? Quang phổ nguyên tử là sự tương tác của bức xạ điện từ và vật chất. Vậy câu hỏi vật chất ở đây là gì? Phương pháp quang phổ nguyên tử. À, ở đây đó chính là nguyên tử. Được chưa? Nên nắm nha. Tiếp tục nha em. Vậy ở đây em nhìn cái hình giúp cô xíu. Ở đây người ta sẽ dùng cái đèn, một cái nguồn đèn. À, được chưa nè? Và nguồn đèn ở đây người ta gọi là bức xạ điện từ. Và ở đây mình sẽ có một cái burner, là mình đốt cái mẫu của mình và nó chuyển sang ở trạng thái gọi là trạng thái hơi. Tất nhiên nó nhận đúng cái nguồn năng lượng mà nó yêu cầu thôi. Được chưa nè? Nó nhận đúng, ví dụ như ở đây nguyên tử, ví cô ví dụ giống như natri. Natri là bước sóng của nó là 589 nanomet. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái nguồn đèn. Và nguồn đèn ở đây đó chính là chúng ta sử dụng, đó chính là gì hả? Đó chính là của natri luôn. À, nguồn đèn chúng ta sử dụng đó chính là của natri luôn ha em. Và lúc này nguyên tử của chúng ta nó ở trạng thái gì em? Ở đây chúng ta dùng cái nguồn đèn. Ở đây chúng ta dùng cái nguồn đèn nha em, là của nguyên tử natri luôn. Vậy thì câu hỏi cái mẫu natri của chúng ta nó ở trạng thái hơi hay là ở trạng thái lỏng? Mẫu của chúng ta ở trạng thái đó chính là trạng thái hơi. Mình nắm nha, để mình học bài ôn luôn tuần sau. Xíu thứ bảy chủ nhật mình ôn một xíu nữa là mình có thể làm bài kiểm tra được ha. Rồi, mình đi tiếp nha. Vậy thì ở đây của mình nó sẽ, ví dụ ở đây là natri thì mình dùng đúng cái đèn của natri. Mình dùng đúng cái đèn của natri thì lúc này nó nhận cái nguồn năng lượng chuyển từ cơ bản lên kích thích. Thì đó chính là quá trình hấp thụ nguyên tử. Và phía sau này nó sẽ cũng có một cái bộ phận, đó chính là hệ tán sắc chuyển đa thành đơn. Được chưa? Để mình hiểu này ha. AAS có nghĩa là viết tắt của ba từ này. Được chưa? Còn mình sẽ có một phương pháp nữa, đó chính là phương pháp phát xạ nguyên tử AES. Phát xạ E ở đây có nghĩa là emission nha em, emission là phát xạ. Thì lúc này nó cũng từ trạng thái cơ bản, nó cũng nhận cái nguồn năng lượng, nó chuyển lên trạng thái kích thích. Và từ mức cao nhất của trạng thái kích thích, nó phát ra cái nguồn năng lượng. À, trở về trạng thái ban đầu gọi là trạng thái cơ bản.
Vậy thì em nhìn vào trong hai cái trạng thái này. Vậy thì cho câu hỏi này. Đối với phương pháp phổ phát xạ nguyên tử thì mức sóng kích thích hay là mức năng lượng kích thích và mức năng lượng phát xạ nó như thế nào em? Mức năng lượng kích thích và mức năng lượng phát xạ nó như thế nào? Nó bằng nhau hay nó sẽ bằng nhau, kích thích nó sẽ bằng phát xạ. Lưu ý ha. Còn phương pháp huỳnh quang của chúng ta thì sao? Huỳnh quang của chúng ta thì sao? Nó cũng là quá trình phát xạ nhưng mà kích thích nó bé hơn phát xạ. Được chưa? Mình nắm nha để mình hiểu vấn đề ha. Và các em phân biệt giúp cô. Khi chúng ta dùng phương pháp AAS, AA nhưng em nhiều khi cô nói A em nghe là E á, bởi vì cô mới phú yên cái tiếng của cô chữ A nhiều khi em nghe sẽ ra chữ E á, nên cô phát cố gắng làm sao để ra A cho mình ha. Vậy thì đối với phương pháp của mình là AAS, mình đi so với AES, nó khác nhau cái gì nữa? Em thấy bên kia nó có cái gì, bên này nó có cái, nó thiếu cái gì? AES thì chúng ta có cái gì em? AES phải chúng ta có cái nguồn điện, đúng nè, cái nguồn điện là chỗ này, đồng ý ha. Còn AES thì chúng ta không có cái nguồn điện và ở đây cái ngọn lửa là nơi cung cấp cái nguồn năng lượng cho nó luôn, em nắm nha. Rồi vậy thì sự hấp thụ nguyên tử thì hôm trước là mình nắm rồi nên cô không nói lại nữa ha. Lưu ý cho cô là đối với phương pháp hấp thụ nguyên tử là AAS, được chưa? Đọc dễ cho em dễ hiểu ha. Thì ở đây nó sẽ có quá trình của nó là quá trình hấp thụ và nó sẽ nhận đúng cái nguồn năng lượng mà nó yêu cầu. Nguồn năng lượng nó phát ra bao nhiêu thì nó nhận vô đúng bấy nhiêu, nên mình lưu ý ha. Về mẫu của chúng ta nó ở trạng thái người ta gọi đó chính là trạng thái hơi và phổ hấp thu nguyên tử nó là phổ vạch. Mình lưu ý ha, đây là những cái vạch. Và tại sao đối với nguyên tử natri của chúng ta lại chọn ở bước sóng 589? Thì hôm trước là cô đã đề cập rồi, thì chúng ta nhìn vào trong này á, thì tại bước sóng 589 á, cường độ vạch natri của mình là lớn nhất, là cực đại nhất, nên chúng ta chọn tại natri là 589 nanomet nè. Rồi ha. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ sự hấp thụ của nguyên tử. Cho em nhìn vào trong theo phương trình của Bollman ha. Thì chúng ta nhìn vào trong cái này chúng ta sẽ thấy N1 gạch cái N0. N1 ở đây có nghĩa là nguyên tử tự do ở trạng thái kích thích. N0 có nghĩa là nguyên tử tự do ở trạng thái cơ bản. Thì chúng ta sẽ bằng biểu thức này ha. Em nhìn giúp cô xíu. Và ở đây thì khi mà nhiệt độ của chúng ta mà nó lớn á, đây này ha, nhiệt độ mà nó lớn và dấu này là dấu trừ nha anh em. À, dấu trừ nha. Khi mà nhiệt độ của chúng ta mà nó lớn á, thì tỷ lệ N1 chia N2 tức là nguyên tử ở trạng thái kích thích trên cho nguyên tử ở trạng thái cơ bản nó tăng. Nghĩa là nó tăng như vậy thì quá trình phát xạ nó sẽ chiếm ưu thế hơn so với quá trình kích thích. Để mình nắm ha. Và ở đây là cô nói về cái phương pháp phổ hấp thu nguyên tử là AAS. Vậy thì cái cách làm của nó như sau. Các em lưu ý những cái nguyên tố nào mà liên quan đến đèn á, thì các em nhớ là bật cái đèn trước khoảng cho cô là khoảng 15 đến 20 phút để chúng ta làm ấm cái đèn của chúng ta lên. Thứ nhất, thứ hai là chúng ta sẽ làm ổn định cái đèn của mình. Rồi sau đó chúng ta nó sẽ chiếu qua. Nó sẽ chiếu qua reference. Đây có nghĩa là người ta sẽ là cái mẫu trắng. Mẫu trắng là nó không chứa cái hơi nguyên tử tự do. Và sau đó nó sẽ chuyển qua trong cái mẫu của mình. Là cái mẫu của mình ở đây mình đốt lên và mẫu của chúng ta ở trạng thái hơi, hơi nguyên tử tự do. Và sau đó ở phía sau này nó sẽ có một cái hệ người ta gọi là hệ tán sắc. Có thể người ta sử dụng là cách tử kính lọc hoặc là lăng kính. Và thường bây giờ người ta sử dụng lăng kính là nhiệt. Thường cái đây này nè em, hệ tán sắc này thường người ta sẽ sử dụng ba cái: kính lọc, lăng kính và cách tử. Và thường người ta sẽ sử dụng cách tử là nhiều nhất nha em. Và sau cuối cùng là cái đầu dò. Em lưu ý ha. Vậy thì cô nói về cái quá trình AAS của mình. Nó gồm có hai quá trình.
Đó chính là đầu tiên, đó chính là quá trình nguyên tử hóa mẫu. Có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển mẫu của chúng ta sang cái dạng đó chính là nguyên tử tự do. Vậy thì đây em cùng hình dung ha, bởi vì mục đích cuối cùng của chúng ta, mẫu của chúng ta đối với phương pháp phổ hấp thu nguyên tử, nó phải ở trạng thái gọi là trạng thái hơi, hơi nhưng mà hơi nguyên tử tự do. À, vậy thì lúc này chúng ta sẽ có một cái muối. Muối này ví dụ là muối natri clorua đi chẳng hạn, một cái muối. Và tất nhiên muối này thì người ta phải dùng một cái dung môi nào đó, người ta dùng để hòa tan nó. Được chưa nè? Và muối này sau khi em đốt nó lên, để ví dụ như muối natri clorua của mình á, người ta sẽ hòa tan trong cái axit. Và khi tiến hành em đốt nó lên thì cái gì nó bay hơi em? Cái muối á, khi em đốt lên tất nhiên chúng ta phải cho cái dung môi vào. Thì khi em đến hành em đốt lên như vậy thì cái gì nó bay hơi? Dung môi hay là natri clorua? Cái gì hả? Natri có nhiệt độ nguyên tử hóa tới 2003 đâu em. Đây cô đốt mới đốt khoảng 100 độ C thôi. Thì là cái gì nó bay hơi lên? Dung môi của chúng ta nó sẽ bay hơi thanh thúy đúng không em? Thanh thúy, đoàn thì thanh thúy. Nè, dung môi của chúng ta nó sẽ bay hơi lên. Thì lúc này chúng ta còn lại cái gì? Khi cô đốt như vậy 100 độ C thôi thì dung môi nó bay lên. À, chúng ta còn lại muối. Muối này chính là muối natri clorua. Và nó ở trạng thái gì em? Rắn lỏng khí. Cô mới đốt sơ thôi 100 độ C thôi, ở trạng thái rắn đủ nè. Và cô tiếp tục cô gia nhiệt lên nữa thì nó chuyển sang trạng thái gì em? Gia từ rắn chuyển sang lỏng. Tiếp tục cô gia nhiệt nữa chuyển sang trạng thái gì? Khí. Và sau đó nó phân ly ra. Và ion mà em muốn định lượng là gì? Nguyên tử em muốn định lượng là natri hay là là natri. Được chưa nè? Chúng ta chuyển sang natri ở cái dạng gọi là nguyên tử ở dạng tự do. Em vậy ha. Rồi sau đó cô dùng một cái đèn. Đèn này chính là gì đây em? Quang phổ nguyên tử. Thì cái đèn này chính là gì đây? Quang phổ, nắm hiểu rõ bài ha. Quang phổ nguyên tử là gì đây? Cái đèn. Vật chất của mình ở đây là nguyên tử. Đúng nè, nguyên tử ở hơi, hơi nguyên tử ở trạng thái tự do. Vậy cái đèn này gọi là gì ạ? Bức xạ điện tử. Được chưa? Và lúc này cô sẽ dùng cái đèn của chính cái nguyên tố mà mình cần phân tích, đó chính là bức xạ điện tử. Và ví dụ như mình muốn phân tích natri thì lúc này cô sẽ dùng cái đèn. Đèn này người ta gọi là đèn cathode rỗng. Chính cần chỉ cấu tạo bởi chính cái nguyên tố mà mình cần phân tích, mình chiếu vào trong cái đèn này. Cái đèn này chúng ta chiếu vào trong cái mẫu thử của chúng ta. Được chưa nè? Vậy mình nhìn tiếp nha em. Và lúc này nó chuyển từ, cô nói lại cho này cho mình nắm bài xíu ha. Muối của chúng ta là Ma. Sau đó chúng ta dùng ở nhiệt độ của nó là khoảng 100 độ C. Thì lúc này dung môi của chúng ta nó sẽ bay hơi lên. Thì lúc này chúng ta còn lại cái muối thôi. Và cái muối này nó ở cái dạng là dạng rắn. Và sau đó cô tiến hành là cô nóng chảy nó, cô gia nhiệt nó nữa thì nó chuyển sang là cái dạng lỏng. Rồi cô tiếp tục cô gia nhiệt nó nữa, nó chuyển sang cái dạng hơi. Và sau đó nó phân ly ra tạo thành nguyên tử ở trạng thái hơi, nguyên tử tự do. Và lúc này cô dùng một cái tia. Tia này người ta gọi là tia cộng hưởng, phát ra từ cái đèn. Đèn này người ta gọi là đèn cathode rỗng hay là và lúc này cái nguyên tử của em á, nó nhận cái nguồn năng lượng đó. Và lúc này nó chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích. Thì quá trình này người ta gọi là quá trình hấp thụ, nên người ta gọi là phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Em nắm nha. Và nó vẫn tuân theo cái định luật Lambert-Pierre. Thì ở đây thay vì bên phương pháp UV-Vis của mình thì chỗ này nè, đây chính là dung dịch.
Thì ở đây đây chính là những cái nguyên tử tự do, nó ở trạng thái hơi. Người ta cũng chiếu một ánh sáng đơn sắc tới nó, có cường độ là y zero. Và nó, cái nguyên tử của mình, nó cũng nhận cái nguồn năng lượng đó, nó chuyển từ cơ bản lên kích thích. Thì lúc này nó cũng có tia ló là y. Và chúng ta có cái biểu thức của định luật Lambert, y bằng y zero nhân e mũ trừ k nhân l nhân mũ c. Và chúng ta sẽ có APS bằng k nhân c nhân với k nhân c nhân với l là chiều dày của dung dịch. Đó, giống ha. Và ở đây là cấu tạo của một cái máy AES của mình. Mình xem hôm trước là cô cũng nói sơ rồi, nay mình nhìn là mình cũng hiểu ha. Mẫu của chúng ta ban đầu thường là nó, ví dụ như là nước muối sinh lý của ha, thường là nó ở cái dạng là dạng lỏng. Và yêu cầu khi các em phân tích phổ hấp thu nguyên tử thì cái mẫu của chúng ta nó phải chuyển sang cái dạng, đó chính là cái dạng hơi, gọi là dạng khí. Vậy thì để chuyển từ dạng lỏng mà chúng ta chuyển sang cái dạng khí á, thì lúc này chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp khí đốt, đó chính là acetylen và không khí. Và lúc này người ta phun sương nó và tiến hành người ta đốt. Và nếu như chúng ta phân tích natri thì ở đây các em dùng cái đèn cathode là natri. Đó, nó cung cấp đúng cái nguồn năng lượng mà nó yêu cầu. Nó hấp thu cái nguồn năng lượng đó và nó chuyển từ cơ bản lên kích thích. Và phía sau này nó sẽ có một cái cắt tử Rayting, có nghĩa là cắt tử như em, nó tròn ánh sáng đơn sắc và sau đó cái máy tính của mình nó ghi nhận lại tín hiệu cho mình. Dễ hiểu ha. Và đây chính là cái cấu tạo của cái đèn cathode rỗng, hay lởm cũng được, em muốn gọi lợn nào cũng được. Tại sao người ta gọi nó là đèn cathode? Bởi vì cathode nó được cấu tạo bằng chính cái kim loại mà mình cần phân tích. Cô ví dụ giống như em muốn phân tích là natri thì cathode này nó sẽ cấu tạo bởi chính natri. Hay em muốn phân tích là sắt thì chỗ này cathode này là sắt. Anode nó được cấu tạo từ những cái kim loại bền nhiệt và nó chịu được nhiệt. À, và ở phía trong của cái đèn này nè em, người ta nạp vào và đàm đầy khí, đó chính là khí argon. Nè, và chỗ này là cái cửa sổ để ánh sáng nó chiếu qua. À, vậy thì ở đây cái anode, cái cathode của chúng ta như sau, cái hình bự ở phía dưới để ý cô chỉ nha. Khi các em gắm cái đèn này vào trong chỗ vị trí của cái máy AES thì lúc này cái khí argon của chúng ta nó sẽ bị kích thích và nó chuyển sang cái dạng gọi là dạng mang điện tích và nó tấn công vào trong bề mặt của cathode. Và lúc này nó sẽ đẩy ra, đó chính là M0, có nghĩa là kim loại ở dạng tự do. Và sau đó nó tiếp tục nhận cái nguồn năng lượng từ khí argon, nó chuyển sang trạng thái, đó chính là kích thích. Và trạng thái kích thích này nó sẽ phát ra cái nguồn năng lượng, phát ra cái bước sóng mà chúng ta cần yêu cầu. Ví dụ như natri của chúng ta nó ở bước sóng là 589 nanomet. Thì lúc này kim loại natri này nó sẽ phát ra đúng cái bước sóng mà chúng ta yêu cầu, đó chính là 589 nanomet. Em lưu ý đèn cathode rỗng có nghĩa là cathode được cấu tạo bằng chính cái ion kim loại mà chúng ta cần phân tích. Không nhất thiết phải natri, có thể là đồng, có thể là canxi, có thể là magie. À, cathode được cấu tạo bằng chính cái ion mà chúng ta cần phân tích hay chúng ta cần định lượng. Được chưa nè? Và cô sang cái phần đó chính là về ngọn lửa của mình. Nó sẽ có hai cái phương pháp là phương pháp ngọn lửa và phương pháp không ngọn lửa. Thường trong ngành dược của mình sẽ dùng cái phương pháp ngọn lửa nhiều hơn. À, vậy thì cái ngọn lửa này tùy tùy theo mỗi cái kim loại nó sẽ có một cái nhiệt độ nguyên tử hóa của nó khác nhau. Mà lúc này người ta sẽ dùng cái ngọn lửa nó sẽ khác nhau. Và chúng ta sẽ có một cái lò, đó chính là lò graphite. À, em lưu ý ha. Và đây chính là cái phương pháp của nó. À, sau này một số bạn đi vào trong cái mảng kiểm nghiệm á thì mình cũng phải làm những cái này, bởi vì chúng ta xác định ion kim loại. Ion kim loại thì chỉ có cái phương pháp một, có nó sẽ có hai cái phương pháp. Thứ nhất là các em dùng phương pháp đa quang bằng cách là em tiến hành em tạo phức. À, cách số 2 là em dùng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử. À, có hai cách để chúng ta xác định.
Và ở đây là người ta dùng cái ngọn lửa và cái đèn của chúng ta để tránh ánh sáng tự nhiên, thì cái đèn của chúng ta nó phải nằm ở trong cái buồng kính, được chưa nè? Và trong này nó sẽ có một cái vòng tròn, một cái vòng tròn, và em muốn đặt cái đèn ở vị trí nào thì em khai báo trên cái phần mềm máy tính. À, tôi đặt cái đèn natri hay đèn kali ở vị trí số 1 hay vị trí số 2. Thường nó sẽ cái vòng tròn đó, nó sẽ 6 cái đèn. À, rồi sau đó cái chiếc này em, người ta gọi là cái burner, được chưa? Và lúc tất nhiên nó phải có một cái máy bơm nữa ở phía sau nữa em. Và ở đây người ta ban đầu là người ta ví dụ như là natri đi, nhiệt độ nguyên tử hóa của nó thấp, chính vì vậy người ta sẽ sử dụng cái hỗn hợp khí acetylen không khí là đủ rồi, được nè. Và lúc này người ta tiến hành, người ta bật khí lên, người ta đốt giống như ở nhà các em dùng cái bếp ga em bật lên vậy đó, cho mình dễ hình dung ha. Và lúc này em canh vị trí làm sao, canh vị trí của cái burner này làm sao để cho cái ánh sáng, cái bước sóng từ cái đèn nó phát ra nó phải nằm chính giữa của cái ngọn lửa. Chúng ta không để cái burner này nó nằm, cái ánh sáng phát ra nằm dưới của cái chỗ burner này, hoặc nằm trên trên đầu như thế này, thì tại chỗ đây mật độ nguyên tử của nguyên tử tự do của mình là ít. Tại hai cái vị trí phía trên và phía dưới nè, dưới thì nhiều quá, phân bố không đều, còn trên thì ít quá, cũng không đều. Và chúng ta sẽ chiếu tới chính giữa này, tại đây mật độ điện tử của mình nó lớn, mật độ nguyên tử của mình nó sẽ lớn ha. Rồi sau đó, sau khi mà chúng ta bật ngọn lửa lên xong, rồi sau đó em rút cái dung dịch mẫu của chúng ta vô, rút cái dung dịch mẫu của chúng ta vô, và sau đó nó sẽ chiếu qua, và lúc này cái ion, cái nguyên tử trong cái ngọn lửa nó sẽ nhận cái nguồn năng lượng đó, nó chuyển từ cơ bản lên kích thích, và lúc này cái máy của chúng ta nó sẽ ghi nhận là cái đầu dò nó sẽ ghi nhận là tín hiệu cho mình, và nó sẽ gửi về máy tính cho mình, được chưa nè? Vậy thì tùy thuộc vào, như cô đã nói, cái phương pháp á, thì tùy thuộc vào nhiệt độ nguyên tử hóa của mỗi hợp chất mà người ta sẽ sử dụng cái ngọn lửa khác nhau. Ví dụ ở đây người ta xài acetylene và không khí thì nhiệt độ nguyên tử hóa của nó là khoảng 2300. Còn đối với giống như nhôm của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cái hỗn hợp khí acetylene và N2O. N2O người ta gọi là khí cười á, chắc cô nghĩ bạn nào cũng biết. Các em lưu ý khi mà các em phân tích nhôm á, nhôm ha, bởi vì chúng ta dùng cái hỗn hợp đó chính là acetylene và N2O, là khí N2O. Và khi mà mình dùng như vậy á, thì acetylene mình sẽ đốt trước. Các em đốt khoảng 5 đến 10 phút, rồi sau đó tiếp tục em dẫn cái khí N2O vô. Và cái ngọn lửa của nó rất là cao hơn nó nhiều so với ngọn lửa của acetylene và không khí ha. Thường những cái này thì để cho những bạn nam làm, nữ của mình thì thường pha những cái dung dịch lỏng, nói chung là nữ là liên quan đến khí thì nữ nó hơi sợ xíu. Và có sang bộ phận đó chính là lò graphit. Bộ phận nguyên tử hóa đó chính là lò graphit, thì cái này nó sẽ dùng cái lò, nó khác so với cái ngọn lửa nha em. Thì về quá trình thì nó sẽ giống và nó sẽ từ từ hơn, bởi vì nó dùng cái chương trình nhiệt. Ứng với mỗi nhiệt độ thì nó sẽ có một cái quá trình. Cô ví dụ giống như là ở 100 độ C thì quá trình là bay hơi. Thường bay hơi ở đây cho chính là những cái dung môi. Và từ 400 cho tới 1000 độ C đó chính là quá trình vô cơ hóa. Và sau đó là từ 1400 đến 3000 đó chính là nguyên tử hóa. Nguyên tử hóa chuyển sang cái dạng hơi nguyên tử tự do. Rồi sau đó người ta sẽ làm sạch cái cuvette á. Nó là giống như cái thuyền em, bằng cái luồng khí nitơ, bằng một luồng khí trơ ha. Đó, đây chính là lò graphit. Và thường trong dược của mình, thường các em sẽ dùng ngọn lửa là nhiều hơn so với lò. Lò là khi nào người ta phân tích những cái hàm lượng nhiều mẫu thì người ta sẽ dùng cái lò hơn ha. Rồi cô sang cái quá trình đó chính là phổ phát xạ nguyên tử ha. Cô sang quá trình đó chính là phổ phát xạ nguyên tử. Thì ở đây thay nó sẽ thêm một cái quá trình nữa, đó chính là phát xạ. Nó sẽ giống như là hấp thu. Nó sẽ có hai cái quá trình, đó chính là nguyên tử hóa mẫu và hấp thu. Vậy thì mình đã hiểu hai cái quá trình rồi, thì cô nói ngắn gọn cho mình dễ hiểu ha. Ở đây muối của chúng ta là Ma. Sau đó mình tiến hành mình gia nhiệt nó, mình cho bay hơi nó đi, thì lúc này muối của chúng ta nó sẽ chuyển sang cái dạng này gọi là dạng rắn.
không em? Sau đó tiếp tục chúng ta gia nhiệt lên nữa thì nó chuyển sang dạng lỏng, và gia nhiệt lên nữa nó chuyển sang dạng hơi, sau đó phân ly ra tạo thành nguyên tử ở dạng tự do là M0. Và sau đó cái phân tử của mình, cái nguyên tử của mình, nó nhận cái nguồn năng lượng. Và cái nguồn năng lượng này không phải là từ cái đèn nha anh em, không phải là từ cái đèn cathode, mà nó nhận năng lượng này từ cái ngọn lửa. Là từ cái ngọn lửa, nó chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích. Thì quá trình này gọi là quá trình hấp thu. Được chưa nè? Vậy thì phát xạ từ ở mức cao nhất của trạng thái kích thích, nó phát ra cái tia cộng hưởng của nó. Và lúc này đây chính là quá trình phát xạ, nó quay trở về trạng thái ban đầu. Em lưu ý ha. Nên lúc ban đầu cô đưa em cái hai cái hình á, phương pháp phổ hấp thu đó, phổ hấp thu ha em. Đây ha, AES nó khác AES. AES thì nó sẽ cái nguồn kích thích đó, cái nguồn năng lượng nó chính là cái đèn. Còn AES á, chúng ta không dùng cái đèn, mà cái nguồn kích thích đó chính là cái ngọn lửa luôn. Nên các em lưu ý nha. Rồi, cô đi nhanh ha. Cái này nó dễ chứ không có khó, nên cô sẽ đi nhanh cho mình. Và cô dành thời gian cô ôn bài cho em ha. Vậy thì ứng dụng của phương pháp AES là dùng để làm gì? Là dùng để định lượng natri, kali, litri, liti ha, canxi. Còn AES là dùng để định lượng những nguyên tố kim loại và một số akim. Các em lưu ý. Rồi về bài phân tích khối phổ thì bạn nào muốn đọc thì mình đọc phần này, thì cô sẽ không cho mình kiểm tra phân tích khối phổ ha. Thì cái này thì nó sau này các em học về cao hơn một xíu nữa thì chúng ta sẽ học về khối phổ. Khối phổ là một trong những phương pháp rất là hay, rất là hay ha, dùng trong kiểm nghiệm rất là hay ha, sau này các em đi làm cũng gặp á. Rồi cô sang đó chính là quang phổ hồng ngoại là IR. Thường quang phổ hồng ngoại thường chủ yếu là dùng để định tính nha anh em, định tính các nguyên liệu và chế phẩm trong ngành dược. Vậy thì câu hỏi này chúng ta cùng sắp xếp theo chiều tăng dần của bước sóng nha, TX rồi tới gì nữa em, tăng dần của bước sóng TX rồi chúng ta tới gì nữa, UV rồi chúng ta tới gì nữa, TX này, UV này, TX này, tới TX này, tới hồng ngoại, tới IR. Vậy thì IR nó đi về bước sóng dài hay ngắn đi? Dài hay ngắn? Dài. Và bước sóng của nó nằm khoảng là từ 800 cho tới 800 nanomet cho tới 1000 mét. Vậy thì mức năng lượng nó sao em? Mức năng lượng nó sao? Thật. Vậy thì chúng ta chỉ cần một cái nguồn năng lượng đủ để cho phân tử nó sao thôi. Nó khác so với bên điện tử bên kia. Nguồn năng lượng đủ cho phân tử nó quay hoặc là nó dao động quanh cái trục của nó là được. Nên phổ hồng ngoại người ta gọi là phổ gì em? Nguồn năng lượng của nó thấp, chúng ta đủ cung cấp được nguồn năng lượng để kích thích nó, làm cho phân tử nó dao động quay thôi. Nên phổ hồng ngoại người ta gọi là phổ gì? Đủ cho phân tử nó dao động quay, đó chính là phổ dao động quay. Còn khi mà em nói về phổ UV thì chúng ta cần một nguồn năng lượng rất là lớn, đó người ta gọi là phổ gì, để cung cấp cho cái nguyên tử phân tử của mình. Không, chưa đúng, phổ đám hay còn gọi là phổ gì nữa em, hình dạng phổ đó chính là phổ đám, hay còn gọi đó chính là phổ electron hay là phổ điện tử. Nó cần nguồn năng lượng lớn rồi nó chuyển mức năng lượng điện tử của chúng ta từ cơ bản lên kích thích. Còn phổ nguyên tử là phổ gì em? Nguyên tử là phổ gì em? Đâu đúng. Cái gì ta? 3S lên 3B, 3S lên 4B, 3S lên 5B. Nó phát ra cái gì? Nguyên tử em. Nguyên tử, chứ cô không nói phân tử nha. Không. Phổ gì nè?
Đó là phương pháp em, như Huyền. EES đó chính là phương pháp. Còn ở đây người ta hỏi a phục vật. Được chưa? Em nắm với cô nha. IR, bạn nào quên thì ghi vô. IR nó là phổ dao động quay. Còn đối phổ UV fix của mình, đó chính là phổ electron hay còn gọi là phổ điện tử. Còn phổ nguyên tử đó chính là những cái phổ vạch. Đó, nó gây thành cái vạch và vạch đó em. Được chưa? Đi tiếp nha. Cố lên ha. Cố lên, chiều nay cô thấy lớp mình học ế ỏi. Khác như ngày thường, không như ngày thường. Vậy thì mình sẽ có, nếu mà mình xét về nhân, nếu mà mình xét về định tính hay còn gọi là định danh, thường là người ta sẽ dùng để định tính. Nếu mà định tính chính xác á, nếu mà chúng ta so với UV fix á, thì cái phổ hồng ngoài của mình á, định tính chính xác hơn so với UV fix. Bởi vì UV fix của chúng ta sẽ thu được có một cái hình dạng phổ như thế này thôi. Nó ít cái thông tin quá. Mà trong một cái công thức phân tử của một hợp chất thì nó sẽ có nhiều nhóm chức với nhau. À, và thường người ta để định tính, người ta sẽ dùng cái phổ hồng ngoại nhiều hơn so với phổ tử ngoại khả kiến. Vì nó có nhiều thông tin với nhau, nó có nhiều nhóm chức với nhau. Chúng ta nhìn vào trong đó thì chúng ta sẽ thấy. Và cái cách của nó như sau. Cái cách của nó như sau nha em. Có nghĩa rằng mình mua một cái máy về, thì trên cái máy đó nó sẽ có một cái ngân hàng phổ hay là thư viện phổ. Được chưa nè? Sau đó em mua cái nguyên liệu của em về. Có thể nguyên liệu của em bị phổ hồng ngoại, đối tượng mẫu của nó có 3 trạng thái là rắn, lỏng, khí gì chúng ta đo đều được hết cả. Rắn chúng ta đồng đo được, lỏng chúng ta cũng đo được, khí chúng ta cũng đo được. Vậy thì khi mà chúng ta mua cái mẫu nguyên liệu của chúng ta về, xong chúng ta tiến hành, chúng ta quét cái phổ nó, thì lúc này cái máy của, cái máy chúng ta nó sẽ tự động lấy cái phổ nguyên liệu của em, nó chồng lên cái phổ chuẩn. Và nếu như những cái hình dạng phổ nó khớp với nhau thì chúng ta kết luận rằng có. Còn nếu như những hình dạng phổ của mình nó không khớp thì mình kết luận rằng không có. Và máy nó sẽ đưa ra cho em cái phần trăm trùng hợp bao nhiêu phần trăm luôn cho mình. Đó. Được chưa nè? Rồi mình đi tiếp ha. Vậy thì nếu mà chúng ta xét về định tính á, thì phổ tử ngoại khả kiến chỉ có thể thôi, chứ người ta không nói là dùng để định tính. Có thể dùng để định tính vì nó ít thông tin hơn so với phổ hồng ngoại. Được chưa nè? Rồi. Về nguyên tắc của mình, phổ hồng ngoại thì nó đi về bước sóng dài, nên lúc này người ta sẽ không dùng cái đơn vị là nanomet nữa nha em, mà người ta dùng cái đơn vị đó chính là số sóng. Và số sóng, lưu ý giúp cô, số sóng người ta ký hiệu là gì? Số sóng người ta ký hiệu là gì? Là gì ta? Số sóng à, là V gạch. Vậy thì V gạch bằng gì em? Mình nắm cái này nha. V gạch mình bằng gì? Số sóng là V gạch. Vậy thì nó bằng gì ta? 1 trên cho lambda. Còn V không gọi là gì? V không em? V người ta không có gạch đó, gọi là gì? Tần số sóng. Được chưa? Tần số sóng, đừng nhầm lẫn nha. Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có, cô khuyên tốt nhất là em nhớ những cách đổi như thế này để chúng ta làm những bài tập cho nó nhanh ha. Thì thời gian của chúng ta ít nên chúng ta nhớ những cách đổi để chúng ta làm cho nó lẹ. Vậy thì phổ hồng ngoại của chúng ta nó đi về bước sóng dài từ 800 nanomet cho tới 1000 mét lần. Nên lúc này người ta sẽ dùng cái đơn vị đó chính là số sóng, đơn vị là cm mũ trừ 1. Vậy thì số sóng của chúng ta là V gạch, nó sẽ bằng 1 trên lambda. Vậy định nghĩa của số sóng là gì? Chẳng ôn bài chủ nhật kiểm tra luôn nè. Định nghĩa của số sóng là gì? 1 trên cho bước sóng. Vậy thì nghịch đảo của gì em? Nghịch đảo của gì? Bước sóng. Được chưa? Số sóng người ta định nghĩa là nghịch đảo của bước sóng. Rồi em coi lại nha. Rồi vậy thì mình đối với vùng IR của mình nó sẽ chia làm 3 vùng. Đó chính là IR gần, IR cơ bản và IR xa.
Thường chúng ta sẽ dùng ở trong cái vùng IR cơ bản là từ 2.500 cho đến 25.000 nanomet. Nên lưu ý ha. Và vậy thì đối với những hợp chất nào á mà nó có khả năng dùng trong cái phương pháp hồng ngoại, thì đối với những cái phân tử của mình nó sẽ có những cái dao động. Ở đây là dao động co giãn và dao động biến dạng. Vậy thì mình hiểu dao động co giãn có nghĩa là gì? Dao động co giãn có nghĩa là dao động theo phương, nó làm thay đổi khoảng cách các nguyên tử trong phân tử và cái gốc hóa trị của nó là sẽ không đổi. Cô ví dụ ha, chỗ này là C2, chỗ này là C, chỗ này là H, H. Thì dao động nó sẽ làm thay đổi khoảng cách giữa H và C, chứ nó không làm thay đổi cái gốc hóa trị của nó. Thì đây người ta gọi là dao động co giãn. Hoặc ví dụ chỗ vị trí này ha, carbon nằm đây, H nó kéo ra xa. Hoặc là carbon nằm đây, carbon nó hút H vô. Thì lúc này cái gốc hóa trị này nó vẫn không thay đổi, nhưng mà nó làm thay đổi cái khoảng cách giữa các nguyên tử trong phân tử, đó chính là giữa carbon và hydro. Được chưa? Và cô sang một cái dao động nữa, đó chính là dao động biến dạng, thì nó ngược lại với cái kia. Đó chính là khoảng cách giữa các nguyên tử trong phân tử của chúng ta nó không có thay đổi. Đó chính là cái khoảng cách giữa C và H nó không có thay đổi. Nhưng mà cái gốc hóa trị của nó sẽ thay đổi. Đó, có thể nó quay, nó đi về bên trái, hoặc nó đi về bên phải, hoặc nó bẻ về hai bên, hoặc là khập vô trong. Thì làm cho cái gốc, miễn sao cái gốc hóa trị nó thay đổi. À, thì đó người ta gọi là dao động biến dạng, không còn lại bình dạng dạng như ban đầu á. Em hiểu vậy ha. Vậy thì đối, nhưng mà đối với, vậy thì ngoài nó sẽ có những cái dao động ha. Thứ nhất đó chính là dao động co giãn và dao động biến dạng. Những cái dao động này nó sẽ làm thay đổi cái moment lưỡng cực của các phân tử. Và đối với những nó hợp chất mà nó có những cái công thức của nó có tính đối xứng giống như CH4, thì carbon của chúng ta nằm giữa xung quanh đó chính là bốn cái H, và nó sẽ là đối xứng với nhau nên nó không có tính, được em, nó không hấp thu trong cái vùng IR, nó chỉ hấp thu những carbon hay những phân tử có tính gọi là bất đối xứng, được chưa? Còn đối xứng là nó không hấp thu trong cái vùng IR. Em lưu ý ha. Rồi, vậy thì nói về tại sao cái phổ IR của chúng ta nó lại dùng ở trong định tính nó nhiều hơn? Bởi vì IR thì nó định tính dựa vào những cái nhóm chất nha em. Và cái ứng dụng của phổ hồng ngoại nó sẽ có hai cái ứng dụng. Nếu như chúng ta ứng dụng trong kiểm nghiệm thì nó là một trong những yếu tố dùng để định tính rất là tốt, rất là chính xác, bởi vì nó định tính theo nhóm chất, theo cái nhóm chất. Còn nếu như các em muốn là mình theo hướng dược liệu, mình chiết tách từ một cái cỏ nào đó rồi sau đó mình sẽ phổ hồng ngoại làm một phần để chúng ta kết hợp với phổ carbon, phổ khối phổ để chúng ta giải ra được một cái công thức phân tử sau khi chúng ta chiết tách một hợp chất từ lá cây gì đó ra. Đó, thì nó theo hai hướng. Nếu nó là theo hướng kiểm nghiệm thì nó đóng vai trò trong định tính. Còn nếu nó theo hướng gọi là nghiên cứu cấu trúc hóa học thì nó sẽ là một trong những yếu tố giúp chúng ta dự đoán ra được cấu trúc hóa học của một hợp chất A, hợp chất B sau khi chúng ta chiết tách nó xong. Nó có hai hướng phát triển và mục đích của nó bởi vì nó có nhiều nhóm chất là quan trọng nha. Sau khi mà chúng ta, cô ví dụ nha, cô ví dụ tất nhiên sau khi em chạy, em bỏ cái dung dịch mẫu của em vô, em tiến hành em chạy thì nó sẽ trả về cho em cái hình dạng phổ như cái hình này, đúng không? Tất nhiên nó sẽ không cho em biết nhóm OH nằm ở đâu, nhóm CH nằm ở đâu, CO nằm ở đâu. Sau khi chạy xong thì nó sẽ trả về cho em, nó sẽ trả về cho em một cái hình dạng phổ như thế này. Còn đã biết được cái nhóm OH nằm ở đâu, CH nằm ở đâu, CO nằm ở đâu thì chúng ta phải quay về đây. Phải lúc này OH của chúng ta, em để ý ha,
Phải, lúc này OH của chúng ta nó nằm ở khoảng 3.300 không? Mà chúng ta tra này. Phải 3.300 là nhóm OH không? Nằm ở đâu đây này, được chưa? À, tầm tầm đó. Hoặc chỗ này là ví dụ chỗ này là CO là 1.600, 1.700. À, vậy thì mình tìm thử CO của chúng ta này 1.500 này, tầm tầm ở đây đúng không? CO 1.700 nằm ở đây. À, và chúng ta em phải kết hợp với phổ carbon, phổ khối phổ thì chúng ta mới ra được một công thức phân tử. Chứ các em chỉ là phổ vòng ngoài thôi, để các em giải ra được một cái công thức phân tử hay dự đoán một công thức phân tử thì không đủ cơ sở đâu. Em lưu ý ha, nó hỗ trợ. Rồi, và ứng dụng thì mình đã hiểu ha, định tính thì mình đã hiểu rồi, cô không nói nữa ha. Rồi, cô sẽ dành thời gian cho mình. Bài hai cái phần, cái bài sau về phần quang thì nó đơn giản chứ nó không có khó. Ha. Vậy thì cô sẽ dành thời gian cho các em để chúng ta ôn cái bài tập của mình, để cho chủ nhật chúng ta làm bài cho nó tốt. Cô biết là bắt đầu tuần này và tuần sau nữa là các em cứ làm bài kiểm tra rất là nhiều, đúng nè. Ừ. Vậy thì chúng ta cùng ôn nhau. Trước khi ôn thì cô thống nhất như thế này để tránh cho các em học bài nó dễ. Ví dụ như sau, bởi vì chúng ta đang đi là đợt 1 của học kỳ 1, thường thi khi nào? Thi là sau khi chúng ta học xong hết đợt 1 và đợt 2 chúng ta mới thi, đồng ý ha? Nên là nên như vậy là em lưu ý là khi mà mình giải cái câu nào á, khi mà cô giảng câu nào mà chúng ta giải á, các em trả lời á, thì em ghi cho cô, ví dụ như câu 1 là A, em ghi 1A, để chi vậy? Để khi mà các em xem lại á, em biết được câu nào ra câu nào. Chứ bây giờ ví dụ như băng lúc này chúng ta học, chúng ta nhớ các em cứ ghi A, B, C gì đó, rồi sau các em sau lại thì các mình nhìn nó sẽ khó hơn. Thì vấn đề cô nói ha. Rồi chúng ta cùng giảng nha, chúng ta cùng học nha. Vậy thì và lưu ý phần quan là ngày hôm nay cô ôn là xong, và sang hôm sau là mình sẽ học về sắc ký. Hôm sau nữa thì cô sẽ sửa cái phần hôm buổi số 6 á, là cô không ôn phần quan nữa, cô sẽ sửa cái phần đó chính là phần sắc ký thôi. Học xong phần nào là cô ôn xong phần đó, là coi như cô kết thúc. Em lưu ý ha. Vậy thì các em mình cùng làm bài ha. Vậy thì phương pháp van phổ hấp thụ nguyên tử, mẫu của chúng ta nó ở trạng thái gì? Cuối cùng nguyên tử em ghi vô, một là gì giúp cô, một là gì, à, một là gì em ghi giúp vô ha. Rồi, vậy thì mẫu của chúng ta ở trạng thái hơi, nguyên tử ở trạng thái, nguyên tử tự do ở trạng thái hơi, được chưa nè. Rồi, vậy thì em ghi ha, một trạng thái hơi, chú ý ha. Rồi, câu 2. Người ta cũng hỏi mẫu của mình nó ở trạng thái gì khi chúng ta dùng phương pháp van phổ hấp thụ phân tử. Trạng thái gì em? Ghi hai, lỏng. Hiểu ý không? À, hiểu ý rồi đó. Bắt đầu chúng ta hiểu nhau nha. Lò đèn chúng ta dùng trong van phổ huỳnh quang là gì? Cái lò đèn chúng ta sử dụng á là gì em? Đèn gì hả? A là đèn UV, B là đèn vis, C là đèn xenon. Nó phát ra một dải liên tục luôn. Vậy thì nó dùng đèn gì? Đèn gì à? À, ghi vô nha. À, đèn xenon ha, đèn xenon nghe, xenon. Chữ S á. Nè. Xe ông nha. Đó. Rồi tiếp nha em. Sự khác nhau giữa van phổ hấp thu phân tử và nguyên tử là gì? So sánh sự khác nhau van phổ hấp thu nguyên tử và phân tử, cái này em tự xem nha, không gì khó hết. Rồi về ứng dụng có trong slide luôn, ứng dụng phương pháp van phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử có trong slide. Nếu cô không nói ha. Vậy thì câu 6, phổ huỳnh quang là gì? Phổ huỳnh quang là phổ gì? Là phổ gì em? 6 là 6. B là phổ phát xạ phân tử, được chưa? Phát xạ phân tử. Còn phổ dao động quay là phổ gì em? Phổ dao động quay là phổ gì? IR là hồng ngoại. Tiếp tục nha. Phổ điện tử là gì?
Phổ điện tử là phương pháp gì? UV vis được chưa nè. Tiếp tục, còn phổ hấp thu nguyên tử là gì? AES. Còn phát xạ nguyên tử là gì? Phát xạ nguyên tử là emission em, emission nhớ vậy cho nó dễ. AES được chưa? Nhớ nha. Rồi, cô đánh nhầm số thứ tự. Câu 6 tính nha. Vậy thì chúng ta sẽ có, người ta cho mình nè, người ta cho mình cô vét các chiều dài là 1 cm, A bằng bao nhiêu này? Xíu người ta kêu mình tính cái phần, người ta kêu mình tính cái phần trăm t. Vậy bạn nào còn nhớ công thức liên hệ giữa a và phần trăm t? Bạn nào còn nhớ em? Người ta cho mình a, người ta kêu mình tính phần trăm t. Bạn nào còn nhớ? Cô bị hắt xì. Mình sẽ có là A bằng, công thức này không được quên nha, em lấy cái sổ em ghi lại cái công thức để chúng ta khi mà chúng ta ôn bài học cho nó nhanh. A bằng 2 trừ log phần trăm t, ghi lại nha. Và lúc này người ta đã cho mình cái A thì các em sẽ tính được cái phần trăm t bằng bao nhiêu, được chưa nè. Và câu số 7 nha em. Ở đây người ta sẽ cho mình là cái phần trăm t, người ta kêu mình tính cái a, thì chúng ta cũng áp dụng công thức tương tự, a bằng 2 trừ log phần trăm t, được chưa nè. Rồi coi mình sang câu số 8. Khi đo phổ UV vis một dung dịch của một hợp chất hấp thụ ở bức xạ bằng 526 nanomet và nó có độ hấp thu là 0.75, hãy tính phần trăm tia tới mà dung dịch này đang hấp thu. Là chúng ta áp dụng công thức nào đây? Chúng ta áp dụng công thức nào? Người ta cho mình là A, thì mình tìm ra được cái phần trăm T. Cô lấy cái công thức của Châu nha, cô mượn công thức của Châu xíu. Mình sẽ có cái công thức nha. Ở đây người ta kêu mình là tính phần trăm tia tới. Và chúng ta ở đây người ta sẽ cho mình là cái A. A bằng 0.75. Đúng nè. Vậy thì lúc này mình sẽ tính ra được cái gì em? Người ta cho mình cái A. A bằng 0.75. Thì em tính ra được cái phần trăm T. Phần trăm T luôn em. Phần trăm T. Và cái phần trăm t này là tia sau khi nó hấp thụ hay là tia tới? Tia sau khi nó hấp thụ hay là tia tới em? Phần trăm t gọi là độ truyền qua. Ví dụ như t của mình bằng 20%, có nghĩa rằng 20 photon này nó đi qua, nó đi 20% này nó sẽ đi về mẫu, sau đó nó đi tới đầu giò, đúng nè. Còn 80% nó bị hấp thụ. Vậy thì câu hỏi phần trăm t này là tia tới hay tia ló? Tới hay ló em? Tia ló. Vậy thì bây giờ người ta luôn luôn quy về 100% nha. Vậy thì bây giờ người ta muốn tính phần trăm tia tới thì các em làm sao? Quy về 100%. Tia tới em là cường độ ban đầu á, là I0 á, mình lấy gì hả? Chúng ta muốn tính phần trăm tia tới. Làm sao hả? Quy về 100% luôn em. Bằng gì ta? Bằng gì hả?
Quy về 100% luôn em. Phần trăm tia. Chưa đúng. Quy về 100%, người ta kêu mình tính phần trăm thì mình cứ tính phần trăm em. Mình lấy 100 mình trừ cho gì em? Tính phần trăm tia tới. Em lấy 100% em trừ cho gì? Thì nó ra trừ cho tia ló. Rồi, cảm ơn Châu Quỳnh Châu ha. Em lấy 100% em trừ cho cái tia đó chính là tia ló, được chưa? Cô ghi nhận trăm ha. Châu ha. Rồi mình đi tiếp nha em. Nếu như chúng ta muốn tính, vậy thì cái bài này cách làm như sau ha. Đầu tiên là em hãy tính cái biểu thức của chúng ta. Này ra đây người ta cho mình là A, thì mình áp dụng công thức A bằng 2 trừ log phần trăm T. Và em ráp biểu thức vào thì em sẽ tính được cái phần trăm T. Và phần trăm T đó là độ truyền qua, đó chính là tia ló. Và bây giờ người ta yêu cầu mình tính là tính tia tới. Vậy thì em lấy 100% em trừ cho cái tia ló. Vậy thì chúng ta ra đó chính là tia tới. Em tự làm lại nha. Cô sang câu số 9. Ở đây người ta cho mình cái nồng độ, người ta cho mình giá trị độ hấp thụ. Và ở đây người ta kêu mình tính hệ số hấp thu mol. Vậy thì mình áp dụng công thức nào em? Người ta kêu mình tính hệ số hấp thu mol. Người ta cho mình nè, A là giá trị độ hấp thụ. Người ta cho mình nè, nồng độ. Hiểu nè. Vậy bây giờ mình áp dụng công thức nào để mình tính ra được? A bằng gì? Theo định lực Lambert-Eaton, A bằng gì? Bằng gì em? Ở lớp mình nay học ấy với Hà. A bằng là epsilon nhân L nhân C. Được chưa? Thì lúc này các em sẽ tính ra được epsilon. Được chưa nè? Và epsilon là đại lượng đặc trưng cho gì em? Epsilon á. A bằng epsilon nhân L nhân C. Vậy câu hỏi epsilon là đại lượng đặc trưng cho gì? Hệ số hấp thu mol. Đại lượng đặc trưng cho gì em? Độ nhạy của phương pháp của mình. Em lưu ý ha. Và độ nhạy của phương pháp của mình. Lúc này epsilon mà càng lớn thì các em sẽ suy ra nồng độ càng nhỏ. Và nồng độ càng nhỏ thì phương pháp của chúng ta nó sẽ càng có độ nhạy ha. Các em lưu ý. Và ở đây chúng ta để làm được cái bài toán này thì chúng ta có biểu thức A bằng epsilon nhân L nhân C. Và chỗ này em suy ra được cái epsilon sẽ bằng A chia L nhân với C. Thì chúng ta sẽ tính ra được ha. Thầy cô tin mình làm được. Rồi ở đây chúng ta sẽ có câu số 10 nha em. Tiến hành người ta đo một cái dạy chuẩn. Và lúc này người ta đo được cái A thử. Và ở đây người ta cho sẵn mình một cái phương trình hợp quy. Và người ta kêu mình tính cái nồng độ ban đầu. Được chưa nè? Người ta kêu tính nồng độ ban đầu. Vậy thì chúng ta thế người ta cho mình một cái phương trình hồi quy. Em thế A thử vô đâu? Phương trình hồi quy của chúng ta là Y nó sẽ bằng là thế A thử vô Y. Chúng ta sẽ tìm ra được gì hả? Y sẽ bằng là BX đi ha. DX cộng chúng ta thế A thử vô Y, chúng ta tìm ra được X. Và nếu như bài mình nó có độ pha loãng là 500 lần đi chẳng hạn, thì mình làm vì gì để mình tính được cái nồng độ ban đầu em? Chúng ta thế A thử vô Y và chúng ta giải cái phương trình, chúng ta tìm ra được X. Và nếu như cái bài của mình người ta yêu cầu pha loãng 500 lần và bây giờ người ta kêu mình tính cái nồng độ ban đầu là bao nhiêu, thì chúng ta nhân với độ pha loãng là 500 lần, được chưa? Tiếp theo, và cái phương trình của chúng ta y bằng bx cộng a, cái b này người ta gọi là gì em? Y bằng bx cộng a thì cái b này người ta gọi là hệ số gốc. Còn một đại lượng nữa, còn một cái tên của nó nữa, đó chính là độ nhạy. Em nắm nha, phải nắm những cái này để chúng ta làm những bài tập vận dụng cho nó tốt ha. Tiếp tục nha em, cô sang câu số 11.
Một cái dung dịch chuẩn nó có nồng độ là 2 nhân 10 mũ trừ 2. Và người ta lấy một cái dung dịch chuẩn mà từ từ người ta đi đo. Thì người ta đo được cái A chuẩn, người ta đo được cái A thử. Và người ta kêu tính nồng độ mẫu. Vậy câu hỏi phương pháp này là phương pháp định lượng gì? Ta lấy một cái dung dịch chuẩn, người ta đi đo. Thì lúc này người ta có được cái A chuẩn. Cái dung dịch chuẩn là dung dịch nó có nồng độ chính xác rồi. Tiếp tục người ta lấy một cái dung dịch thử, người ta đi đo và người ta có được cái A thử. Vậy câu hỏi phương pháp định lượng này là gì? Phương pháp so sánh. Vậy thì so sánh dung dịch chuẩn với thử, chúng ta phải làm khác điều kiện hay là cùng một điều kiện phân tích? Cùng một điều kiện phân tích. Thì em nói cùng một điều kiện phân tích. Cùng về dung môi. Cùng về gì nữa em? Cùng dung môi. Cùng hóa chất. Đúng nè. Cùng máy móc. Cùng bước sóng. Vân vân. Tóm lại là cùng điều kiện phân tích. Em nắm nha. Tiếp tục ha. Vậy thì để định lượng phương pháp này, cô áp dụng công thức nào để cô tính ra được hàm lượng mẫu thử? Cô biết được A chuẩn, cô biết được A thử, cô biết được C chuẩn, thì cô áp dụng công thức nào? À, A thử trên A chuẩn bằng C thử trên C chuẩn, thì các em sẽ tính ra được cô nồng độ của mẫu thử. À, chưa? Rồi, cố gắng lên nha. Rồi, mình đi tiếp ha. Vậy thì trong van phổ, năng lượng của nó tỷ lệ nghịch với gì em? Năng lượng tỷ lệ nghịch với gì? Mình có cái biểu thức delta E bằng gì? Chúng ta cùng ôn ha. Mình có cái biểu thức delta E bằng gì? Delta E bằng gì em? Thiếu rồi. À, nó tỷ lệ nghịch với bước sóng. Vậy thì delta E bằng H nhân C chia lambda. Được chưa? Bước sóng và mức năng lượng nó tỷ lệ nghịch với nhau. Vậy thì H người ta gọi là gì em? H á, H người ta gọi là gì? H em, hằng số gì? Ừ, HC chia cho lambda. H gọi là hằng số gì hả? Lật đi cho nhớ bài. Hằng số gì? À, là còn C là gì em? Em lập cái cho mình nhớ bài luôn. C là gì? Có trong slide buổi 1 á. À, tốc độ ánh sáng. Đơn vị nó bao nhiêu em? Tốc độ ánh sáng là vận tốc ánh sáng của nó trong chân không. Vậy thì bao nhiêu? Bao nhiêu hả? Bao nhiêu hả? 3 nhân 10 mũ. À, trừ 8 mà em. Có trừ không? Không trừ nhân Huyền. Con nghĩ là em nhầm xíu. Không trừ nhân em. Ừ. Rồi, nhắm nha. Còn lambda là gì mình biết rồi, cô khỏi nói nha. Những câu công thức cô kêu nhớ thì mình phải nhớ nha. Còn delta E là gì? Cái delta E E em. E chứ không phải A nha. E, delta E là gì? Delta E bằng E1 là trạng thái kích thích. Chúng ta trừ cho E0 thì người ta gọi nó là gì? À, hiệu của hai mức năng lượng. Được chưa? Hiệu của hai mức năng lượng đó chính là delta E. Nên chúng ta sẽ lấy E1, chúng ta trừ cho E0. Em nắm những biểu thức, những cái ấy để người ta hỏi những câu hỏi nhớ thì em nắm nha. Rồi, tiếp ha. Vậy thì phổ hấp thu phân tử nó là phổ gì? Nguyên tử là phổ gì? Hấp thu phân tử là phổ đám hay phổ vạch? Phân tử nha em. Phổ đám hay phổ vạch? Giống như UV viết xem là phân tử, hấp thu phân tử. À, phân nguyên tử là vạch, còn phân tử là đám. Em ghi vô nha. Vậy thì cô sang câu số 13. Muốn kích thích một cái điện tử pi, vậy thì mình phải đọc những cái này, mình phải nhớ này. Mình sẽ có cái mức chuyển năng lượng của mình là từ sigma lên gì hả? Mức chuyển năng lượng sigma lên gì hả? Còn nhớ không nè? Phản liên kết em. Sigma sao? Từ pi lên
Chữ pi lớn, pi sao và chính giữa là n. Đúng nè. Vậy thì mình so sánh về mức chuyển mức năng lượng của mình, chữ pi lên pi sao so với sigma lên sigma sao sao em? Chữ pi lên pi sao so với sigma lên sigma sao nó như thế nào? Lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng? Pi lên pi sao, em phải nắm nha, sigma em đi trước, nó nhỏ hơn, mình nắm ha. Cô chỉ cho cách nhớ nè, sigma em đi trước, trên cùng là sigma sao, tới pi, kế tiếp là pi sao và chính giữa là n, là em không bao giờ em bị nhầm lẫn cả ha. Vậy thì từ pi mà chúng ta lên pi sao thì cần nguồn năng lượng nhỏ hơn so với so với sigma, chúng ta là sigma sao, được chưa nè? Vậy thì bức xạ điện từ câu này, câu 14 thì cô nghĩ là em nắm á, bức xạ điện từ đó chính là những hạt, và hạt đó chính là hạt mang năng lượng, và năng lượng đó chính là hạt photon, mình nắm nha. Ánh sáng trắng là tổ hợp của một ánh sáng đơn sắc hay vô số ánh sáng đơn sắc em? Ánh sáng trắng nó có màu à? Vô số nha, đừng thấy chữ trắng là nghĩ là một màu nha, nó là tổ hợp của vô số ánh sáng đơn sắc, được chưa? Đơn sắc có mấy mức sóng của em? Đơn một thôi nha. Lưu ý nha. Vậy thì hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa nó giải thích cho tính chất gì? Nhiễu xạ và giao thoa, hiện tượng gì nè? Có sóng à. Còn hạt là giải thích cho hiện tượng nhiễu xạ giao thoa là cho sóng, còn hạt là quang, quang điện, em nhớ nha. Nhiễu xạ giao thoa thì là mình giải thích cho hiện tượng sóng, còn hạt là đã chính là mình giải thích cho hiện tượng, đó chính là quang điện. Sóng với hạt tụt, bản chất của ánh sáng là bao gồm sóng và hạt tồn tại đồng thời với nhau, em lưu ý ha. Vậy thì hệ số mỗi hợp chất của mình nó sẽ có một cái hệ số epsilon. Epsilon mà càng lớn, epsilon đó người ta gọi là hệ số Hartree-Mohn. Vậy thì epsilon mà càng lớn thì phương pháp của em có độ nhạy như thế nào? Epsilon mà càng lớn, độ nhạy càng cao, thì em đã làm được câu số 17 nếu em hiểu được ý nghĩa đó, được chưa? Cô sang câu số 18. Sắp xếp các vùng phổ theo thứ tự tăng dần về mức năng lượng. Tăng dần về mức năng lượng. Vậy 18 là câu nào hả? Sắp xếp các vùng phổ theo thứ tự tăng dần về mức năng lượng. Vậy câu 18 là đọc kỹ đi. Năng lượng chứ không phải bước sóng nha em. Năng lượng, đừng nhầm lẫn, đọc kỹ đề. Là 18 là câu D. Vùng hồng ngoại là thấp nhất, rồi tới vùng khả kiến, và cuối cùng là vùng tử ngoại. Bởi vì ở đây người ta dùng là dùng sắp xếp tăng dần về năng lượng là Y á nha em. Vậy thì câu 19 chúng ta cùng tìm hiểu nha. Hai bước sóng, hai bước xạ điện từ có bước sóng khác nhau. Bức xạ nào có bước sóng dài hơn thì mức năng lượng nó lớn hơn, đúng hay sai? Bước sóng nào? Sai. Mức năng lượng nó lớn thì bước sóng nó phải sao em? Bước sóng nó phải sao? Nhỏ, bé. Mình đọc tiếp nha. Câu này sai, không quấn nha. Câu số 2. Nếu bức xạ điện từ số sóng ở dưới dạng số sóng thì bức xạ nào có số sóng lớn hơn nó sẽ mang mức năng lượng lớn hơn, đúng hay sai? Đọc lại nha. Nếu biểu diễn bức xạ điện từ dưới dạng số sóng, số sóng người ta ký hiệu là gì em? Số sóng là gì? V, V gì nè? Là gì nè? V gạch. Vậy thì V gạch bằng biểu thức gì nè? V gạch bằng biểu thức gì? Bằng gì em? 1 trên lambda. Đúng không? Vậy chúng ta có một cái biểu thức delta E bằng gì?
Delta E bằng gì em? Cuối cùng luôn. Cái cuối cùng á, delta E bằng HC chia cho gì em? Delta E bằng HC chia cho lambda. Đúng không nè? HC chia lambda. Mà lambda của chúng ta là bằng 1 trên gì em? V gạch. Đúng không nè? Mà delta E của chúng ta thì bằng H nhân C chia lambda. Và lambda của chúng ta là bằng 1 trên cho V gạch. Vậy thì chúng ta câu này đúng hay sai? Nếu biểu diễn bức xạ điện từ dưới dạng số sóng thì bức xạ nào có số sóng lớn hơn, nó sẽ mang mức năng lượng lớn hơn. Vậy câu này đúng hay sai? Đúng. Hiểu vấn đề ha, mình hiểu nha. Rồi cô đi tiếp. Ánh sáng, câu C nha anh em. Ánh sáng trắng là nó gồm nhiều bức xạ khác nhau, trong đó tia đỏ có bức sóng dài nhất, đúng hay sai? Tia đỏ có bức sóng dài nhất, đúng hay sai? Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Đỏ là bức sóng, cho cô biết đi, đỏ là bước sóng dài hay ngắn? Dài. Ngắn là gì em? Ngắn là tím. Vậy câu này đúng hay sai? Câu 19 đúng hay sai? Đúng hay sai à? Câu 19 á, câu gì hả? Câu C á, là đúng hay sai? Đúng. Được chưa? Tiếp tục. Một nguyên tử ở trạng thái hơi có mức năng lượng kích thích càng cao thì nó cần hấp thụ một bức xạ có bước sóng càng dài để chuyển lên trạng thái kích thích. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Cô đọc lại nha. Một nguyên tử ở trạng thái hơi có mức năng lượng kích thích càng cao thì nó cần hấp thu một bước sóng càng dài để chuyển lên trạng thái kích thích. Sai. Đúng chứ này, không có đúng. Vậy thì câu 19 câu đúng là, câu 19 câu đúng là gì hả? Câu 19, à câu B, em ghi 19 B, C cho các mình dễ học. Hôm sau mình coi lại đoạn video mình dễ học. Em ghi 19 B, C. Rồi, tiếp tục nha. Em ghi B, C nha, 19 B, C cho mình dễ học bài, sau này mình dễ ha. Rồi, mình đi tiếp nha em. B và C nha em, 19 là hai câu đúng luôn, câu B và câu C. Rồi cô đi tiếp. Câu 20 ha. Tần số sóng là khoảng cách của hai điểm, đúng hay sai? Tần số sóng là khoảng cách của hai điểm, đúng hay sai? Tần số sóng là số lần dao động trong một giây. À, nên câu này không có đúng ha. Vậy câu 20 của mình là câu nào là câu đúng? Là khoảng cách là thấy sai đó. Số sóng là khoảng cách, số sóng là nghịch đảo của bước sóng. Đúng nè. Vậy câu 20 là 20 là câu D. Được chưa? Rồi chúng ta ở đây câu 21 của chúng ta, người ta sẽ cho mình là phổ IR. Nó có số sóng là 50.000 thì có bước sóng tương ứng bao nhiêu? Ở đây người ta cho mình số sóng, thì chúng ta tìm bước sóng, thì chúng ta có cái biểu thức V gạch sẽ bằng 1 trên cho lambda. Được nè. Vậy thì lúc này em sẽ, nhưng mà ở đây người ta đơn vị là cm, mũ trừ 1 là số sóng. Ở đây người ta chuyển sang là nanomet, nên các em phải coi lại cái cách chuyển đơn vị và chọn đáp án nào cho nó đúng. Cách chuyển đơn vị thì cô đã có trong cái bài của mình, các em xem lại. Được chưa? Rồi cô sang câu số 23. Để định lượng bằng phương pháp công cụ, thường người ta sử dụng phương pháp gì? Để định lượng bằng phương pháp công cụ á, nào là phương pháp so sánh này, và sau này chúng ta học thêm một cái phương pháp điện hóa nữa, thì ở đây người ta sẽ sử dụng phương pháp gì em? Để định lượng phương pháp công cụ thường dùng phương pháp gì? Phương pháp gì hả? Câu C là phương pháp so sánh và phương pháp chuẩn độ. Được chưa?
Câu 24 em. Ở đây người ta sẽ có hai cái sinh viên. Sinh viên A sẽ xây dựng cái phương trình hợp quy y sẽ bằng là 188 và sinh viên B là 19.000. Và người ta cho biết rằng cái độ lệch chuẩn của hai sinh viên này là như nhau. Vậy người ta hỏi sinh viên nào có độ nhạy cao hơn? Vậy thì em đã có câu trả lời. A là 188, sinh viên B là 19.000. Là câu gì hả? Câu C hả? Cả hai phương pháp đều độ nhạy như nhau. Hay là câu số 23, các em trả lời là C. Đó chính là câu B. Đó chính là sinh viên B. Phương trình hợp quy của chúng ta nếu hai phương pháp mà có độ lặp lại như nhau thì phương pháp nào mà có độ nhạy cao hơn á thì có cái phương B, cái hệ số gốc của mình á mà lớn á thì phương pháp đó nó sẽ có độ nhạy cao hơn, đó chính là sinh viên B, chính là câu B ha. Cái này em sự sắp xếp nha, có trong slide á, cái cách lúc nãy có một bài ví dụ thì cô đã ví dụ cho mình rồi, thì ở đây các em xem lại để chúng ta biết cách mà chúng ta sắp xếp ha. Rồi ở đây trên phổ IR người ta cho cái bước sóng. Bước sóng thì người ta yêu cầu các em tìm số sóng, thì coi lại cái cách chuyển đơn vị. Quan trọng nhất là cách chuyển đơn vị. Số sóng thì bằng, người ta cho bước sóng rồi thì nó sẽ bằng số sóng thì bằng 1 chia cho lambda. Và bước sóng của chúng ta đã có thì các em chia nhau được chưa nè. Và ở đây người ta sẽ có, và ở đây người ta sẽ cho mình một cái thiết bị UV-Vis cận hồng ngoại làm việc trong vùng là 285 cho đến 500 nanomet và chuyển cái vùng đó thành tần số bao nhiêu. Và chúng ta có cái công thức tính tần số bằng gì em? Tần số sóng á. Phải nhớ để chúng ta làm bài tập. Tần số sóng là V, nó sẽ bằng gì? V em bằng gì? V chứ không phải là V gạch nha, V gạch. V gạch là khác nha em, C chia cho lambda. C đó chính là gì em? C đó chính là gì? C chia cho lambda. Và câu hỏi C là gì? Vận tốc ánh sáng nó là bằng bao nhiêu? 3 nhân 10 mũ vận tốc ánh sáng. 3 nhân 10 mũ 8. Đơn vị là gì em? Mét trên giây. Đơn vị của nó là mét trên giây. Các em lưu ý ha. Vậy thì ở đây nha em, C của nó đây chính là vận tốc ánh sáng là bằng 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Và chúng ta có cái biểu thức tính tần số sóng là C bằng tần số sóng của chúng ta là V gạch. V của chúng ta, V nha em, sẽ bằng C chia cho lambda. Được chưa? C của chúng ta ở đây là 3 nhân 10 mũ 8, chúng ta chia cho lambda chỗ này là 285. Lưu ý, chỗ này là nanomet, nanomet chỗ này là mét. Nên các em đổi đơn vị sang mét cho cô để chúng ta triệt tiêu đơn vị nhau cho hết, chứ các em lấy là tần số sóng bằng C chia cho lambda. Em lấy cái này em chia mà em chưa đổi đơn vị là em bị sai. Nhớ ha, đổi đơn vị cho cô. Rồi, đây là một cái bài toán về có hai cách để các em thực hiện nên cái phương trình hợp quy tuyến tính. Cô không ép em phải làm cách nào cả. Có thể em sử dụng cái máy tính, có thể mở cái phần mềm Excel vô, em nhập và em vẽ, nó sẽ ra được cái phương trình hồi quy tuyến tính. Được chưa? Phần bài tập này cho các em tự làm. Rồi ở đây mình sẽ có cái mức năng lượng photon từ vạch của sắt là ở 389 nanomet. Thì chúng ta đã có cái biểu thức về mức năng lượng delta E, nó phải bằng HC chia cho bước sóng là lambda. Và các em lưu ý chỗ này đổi đơn vị cho cô. H này nhân với C này, em thấy C chỗ này là mét rồi, mà bước sóng của chúng ta chỗ này là nanomet. Nhớ đổi đơn vị, bởi vì năng lượng của chúng ta là joule. Chúng ta đơn giản đi hết thì nó chỉ còn là joule thôi. Nhớ đổi đơn vị, 1 nanomet nó bằng bao nhiêu mét, hay 1 mét nó bằng bao nhiêu nanomet, có trong slide ngay chỗ phần bức xạ điện từ đặc trưng bởi ba cái thông số bước sóng, tần số sóng và số sóng. Các em xem lại cái cách để chúng ta đổi ha. Rồi, đó là 30 cái phần cái bài tập của mình cô dành cho các em. Được chưa? Cô dành cho các em ha.
Hôm sau thì chúng ta sẽ chủ nhật thì các em nhớ là chúng ta làm cái bài kiểm tra của mình, được chưa? Thì coi như bài học của chúng ta đến đây là hết, đã xong phần cái phần gọi là phần chương của mình. Phần chương này đây chính là cái chương về quang, được chưa? Hôm sau nữa là buổi số 4 là cô sẽ dành cho hai buổi, số 4 nó học nhiều hơn xíu, buổi học nhiều buổi học ít á, buổi 4 và buổi 5 thì hai buổi này nó đi về sòn sắc ký nên nó sẽ nặng hơn. Sau cái phần quang nó yêu cầu mình phải hiểu hơn một xíu, và khi các em hiểu được phần đầu và những phần sau các em học rất đơn giản chứ không có khó, hiểu ý ha? Rồi vậy thôi, hôm nay các em nghỉ, được chưa? Hôm nay cô thấy lớp mình hơi ể oải, chỉ có mấy bạn xung phong phát biểu thôi, được chưa?